chương 62 nữ nhân tựu là phiền toái bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com đúng lúc này dương trị thành bỗng nhiên mang theo dáng tươi cười đã đi tới đã đến quách ái lâm bên người cười đối với quách ái lâm nói ái lâm ngươi đã ở a à? quách ái lâm chứng kiến dương trị thành nhưng lại có chút không kiên nhẫn được nữa trừng mắt liếc hắn một cái nói Di. đi 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 không đếm xỉa tới ngươi, quách ái lâm tự hồ cũng không thế nào cho Dương Trị Thành mặt mũi, lại để cho Dương Trị Thành có chút xuống đài không được dai. Dương Trị Thành sắc mặt có chút khó coi, hắn tuy nhiên không dám đem quách ái lâm thế nào, nhưng lại đem cái này cổ khí toàn bộ đều phát tại Lý Trạch Khải trên người. Dương Trị Thành hung hăng trợn mắt nhìn Lý Trạch Khải liếc, quay người mà đi. Bởi vì có quách ái lâm tại, Dương Trị Thành tạm thời cũng không dám tìm hắn phiền toái chỉ có thể là trước chờ cơ hội. Tại cửu Long Thành trên đường phố, Lý Trạch Khải cùng Đỗ Tuyết Kiều sóng vai mà đi tới. Sau lưng treo quách ái lâm, lại để cho hắn có chút phiền muộn. Cái này mùi mùi có phải hay không cùng với chính mình hai người khiên lên, tuy nhiên cái này mùi mùi thật là xinh đẹp, nhưng là Lý Trạch Khải là chú ý tiến hành theo chất lượng người, tạm thời còn không muốn cô nàng, thế nhưng mà sự tình thường thường chính là chỗ này sao yêu nghiệt, người không đi truy người ta, người ta lại hết lần này tới lần khác muốn tới chọc giận ngươi. Đỗ Tuyết Kiều tuy nhiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, thực sự cầm cái này quách ái lâm không có biện pháp. Lý Trạch Khải nhìn xem đây cũng không phải là chuyện này, trở lại đi tới quách ái lâm trước mặt, đối với nàng sụ mặt nói ra. Ngươi đang làm gì thế? Quách ái lâm hai cái xinh đẹp được mắt to chính giữa, lập tức nổi lên hơi nước, nước mắt ung ung, chứa đáng thương đối với Lý Trạch Khải nói ra. Ngươi hung ta, Lý Trạch Khải. Mặc dù biết cái này mùi mùi là trang, nhưng là Lý Trạch Khải nhìn nạn kia bộ dáng đáng thương, hay vẫn là mềm lòng. Chỉ là có chút bất đắc dĩ đối với nàng hỏi. Ngươi không quay về, đi theo chúng ta làm gì vậy? Người ta không có địa phương đi. Quách ái lâm hay vẫn là vậy cũng thương bộ dạng. Lý Trạch Khải. Rơi vào đường cùng, Lý Trạch Khải chỉ phải thôi. Tại một cái quán bán hàng, lý trạch khải cùng đỗ tuyết kiều hai người chọn đồ ăn sau lý trạch khải nhìn qua đỗ tuyết kiều hỏi ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta ngươi bất thường khóa ư đỗ tuyết kiều trắng rồi lý trạch khải liếc nói như thế nào bất thường cuối cùng một tiếc không phải khóa thể dục ư ta cùng lão sư sớm nói một tiếng mới tìm ngươi sợ ngươi bị cái kia yêu tinh lừa gạt rồi lý trạch khải mặc dù biết đỗ tuyết kiều cùng quách ái lâm hai người phi thường không đúng lộ thế nhưng mà cái này đỗ tuyết kiều đối với quách ái lâm cái này trái một câu yêu tin phải một câu yêu tin vẫn còn có chút ngoài ý muốn như thế nào ngươi không tin nhà đầu kia cũng không biết có bao nhiêu nam nhân bị nàng hại không phải yêu tin là cái gì đỗ tuyết kiều hừ phát nhìn lý trạch khải liếc tự hồ muốn nói ngươi cũng phải coi chừng cái gì yêu tin ngươi nói chuyện cần phải có chừng mực không nên nói lung tung a à. đang nói quách ái lâm rất là u nhã hướng hai người đã đi tới không chút khách khí ở lý trạch khải bên người trên vị trí ngồi xuống đỗ tuyết kiều nhìn xem quách ái lâm rất là không khách khí vỗ bàn nói ngươi tới tại đây làm gì quách ái lâm tựa hồ đối với đỗ tuyết kiều rất không thích hợp cũng không sợ nàng nghe vậy nói ta như thế nào không thể tới nhà này điếm ngươi mở a à ta chính là muốn ngồi ở đây, không thành ư, hơn nữa ta là trạch khải ngồi cùng bàn. Ngươi thật là da mặt dày a, à, trạch khải nàng cùng ngươi rất tốt sao? Đỗ Tuyết Kiều có chút hung hăng kéo đang tại ăn như hổ đói đang ăn cơm Lý Trạch Khải hỏi. Quách Ái Lâm cũng không cam chịu yếu thế kéo Lý Trạch Khải cánh tay rất ôn nhu lắc, đối với hắn phát ra ổn ẻn nói. Trạch Khải! Ngươi cứ nói đi! Quan hệ của chúng ta có phải hay không rất tốt niết? lý trạch khải nếu như nói trên thế giới này còn có so đụng phải đến một cái không nói đạo lý nữ hài còn chuyện phiền phức cái kia chính là đụng phải hai cái không nói đạo lý nữ hài cho nên lý trạch khải rất là thức thời nhắm lại miệng của mình đối với hai nữ sinh mà nói cái dùng ân a à, a à, nha cái này mơ hồ không rõ câu chữ để thay thế lại để cho hai cái nữ hài thời gian dần trôi qua đối với hắn đã mất đi hứng thú, phối hợp nhau nhau. Thật vất vả ăn cơm xong, hai cái nữ hài đánh võ mồm cũng cuối cùng là đã xong. Bất quá bữa cơm này hai nữ sinh tự hồ giúp nhau khí đã no đầy đủ, cơm phần lớn đều là Lý Trạch Khải một người ăn. Ngay tại Lý Trạch Khải kết hết trướng thời điểm, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên. Điện thoại là Trình Thần đánh tới. Trạch Khải Người mau trở lại a, à, Thiếu Kiệt, Phi Long, a bưu mấy người đều bị thương nặng, nhanh không được." Trình thần mà nói, tựa hồ phi thường được chứ gấp. "Cái gì?" Lý Trạch Khải sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn không nói hai lời, cũng không có cùng Đỗ Tuyết Kiều cùng Quách Ái Lâm chào hỏi, liền hướng bệnh viện đuổi đến đi. Đỗ Tuyết Kiều cùng Quách Ái Lâm hai người thấy được Lý Trạch Khải như vậy, đều có chút ngoài ý muốn, hô một câu Thế nhưng mà Lý Trạch Khải căn bản cũng không có lý các nàng. Lý Trạch Khải đuổi tới Cửu Long thành phố bệnh viện, lúc này hắn thật là nóng vội như lửa, theo trình thần mà nói, hắn cũng không biết ba cái gia hỏa hiện tại đến ngọn nguồn như thế nào. Đã đến lầu 2, Lý Trạch Khải cùng xinh đẹp tiểu hộ sĩ hỏi rõ địa phương, đã tìm được phòng khoa ngoại. Lo lắng đẩy cửa vào. Vốn là Lý Trạch Khải còn tưởng rằng, cái này mấy cái gia hỏa dù thế nào cũng có thể là nằm ở trên giường. Toàn thân buộc cùng xác ướt giống như, không sai biệt lắm nhanh tắt thở. Nhưng khi nhìn bắt đầu, ba người đều là sinh long hoạt hổ. Chỉ là mấy người trên mặt dán mấy cái thuốc mỡ, liền cả tổn thương gân động cốt đều không tính là. Lý Trạch Khải đẩy cửa vào, mấy người còn cởi bỏ chân tại đó thôn vân thổ vụ đang tại hút thuốc. Lão đại! Người đã đến rồi! Đỗ Phi Long ngượng ngùng cầm trong tay yên, thuốc, cho theo như mất. Đái A Bưu! Hoàng Thiếu Kiệt nhìn xem Lý Trạch Khải cái kia nhanh dết chết người biểu lộ, cũng xấu hổ cầm trong tay yên, thuốc, niết mất. Lý Trạch Khải nhìn trình thần, có chút buồn bực nói. Người không phải nói, hắn mấy người nhanh không được, ta còn tưởng rằng có phải hay không được thuận đường mua xuống vòng hoa. Không nghĩ tới ngươi mấy cái còn có thể hút thuốc, chẳng lẽ không biết cái này thành phố bệnh viện phí tổn rất quý. Đái A Bưu cùng Đỗ Phi Long hai người hai người gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói cái này ai kêu lão đại ngươi khác thường tính không nhân tính trình thần mới chịu dùng chiêu này đem ngươi gọi tới lý trạch khải sắc mặt không khỏi đỏ lên nhìn xem ba người trên người tổn thương không giống như là giả dối sắc mặt lập tức chìm xuống đến nhìn qua ba người hỏi nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đái a bưu đối với lý trạch khải nhẹ gật đầu nói ra lão đại là dương trị thành người này đối với chúng ta động thủ bất quá chúng ta cũng không còn có hại chịu thiệt, làm, ít, lật ra hắn mấy người. Lý Trạch Khải nghe được cái này, sắc mặt vẫn còn có chút khó coi, cái này cũng dương trị thành thật đúng là dám xuống tay. Nhíu mày, lửa giận trong lòng tuôn ra, đối với ba người nói ra. Các ngươi còn có thể ư. Đái A Bưu, Đỗ Phi Long, Hoàng Thiếu Kiệt ba người đã nhìn ra Lý Trạch Khải tự hồ tức giận, nghiêm mặt nhẹ gật đầu nói ra. Lão đại, ngươi yên tâm đi, Ba người chúng ta không có chuyện gì, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Tốt. Vậy là tốt rồi, cái này Dương Trị Thành đã như vậy không tán thưởng, ta tự cho hắn biết, Diêm Vương gia có mấy cái mắt. Lý Trạch Khải nắm đấm cầm chăm chú, nhìn xem bốn người xoa tay bộ dạng, Trình Thần lắc đầu, nhìn qua mấy người rất bất đắc dĩ mà hỏi, vừa muốn đánh nhau a, à, ta tại trên tinh thần ủng hộ các ngươi, chương trình ủng hộ thương hiệu việc của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 63 Solo Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lý Trạch Khải mang theo Đỗ Phi Long, Đái A Bưu, Hoàng Thiếu Kiệt ba người đã đến cấp 2 bàn chính. Hắn cũng không có mang nhiều người, chỉ là vừa đã đến cấp hai ban chính cửa ra vào. Hai mươi mấy người ăn mặc đồng phục thanh niên, nhưng lại đem bọn họ chắn bên ngoài. Lý Trạch Khải, ngươi lá gan rất mập mà cũng dám tìm tới tận cửa rồi trong đó một tên đệ tử nhìn qua lý trạch khải giống như cười mà không phải cười bộ dạng lý trạch khải ánh mắt ngưng tụ nhìn qua trước mắt thanh niên lạnh lùng nói thảo ngươi dám ngăn đón ta ta ngăn đón ngươi thì thế nào học sinh kia một câu còn chưa nói xong lý trạch khải một quyền đã là oanh đã đến trước mặt của hắn cái kia ban chính đệ tử nhưng cảm giác trước mắt tay ảnh nhoáng một cái động, còn không có kịp phản ứng, lập tức, trên mặt tê rần, cả người hôn mê rồi. Lui lại mấy bước, cúi đầu xem xét, trên mũi hâm nóng. Máu mũi chảy ra. Bên cạnh những thứ khác mấy cái đệ tử, gặp Lý Trạch Khải bọn người như thế hung hăng càng quấy, nhau nhau, hướng ba người lao đến. Động thủ. Lý Trạch Khải đối với bên cạnh Đỗ Phi Long, Đái A Bưu, Hoàng Thiếu Kiệt ba người một ý bảo. Mấy người đang trên xã hội hỗn lăn lộn đã quen, đã sớm là đánh nhau hảo thủ. Nơi đó là những người này có khả năng bằng được. Lý Trạch Khải một quyền một cái, ra tay hung ác mà hữu lực, một cái quét đường dưới đùi đi, gục nhiều cái người. Vài phút hạ, những người này đều bị Lý Trạch Khải ba người sợ. nhao nhào lui qua một bên, do dự không tiếng, đối với mấy người đã là đã có ý sợ hãi đái a bưu vẫn chưa đủ nghiền đối trước mắt những người này giá giá quả đấm tựa hồ muốn nói có gan lại đến cái này đái a bưu người cao ngựa lớn tướng mạo hung ác hơn nữa ra quyền lại hung ác đối với mấy cái này đệ tử lực uy hiếp lớn nhất bị hắn như vậy một thị uy những học sinh kia nhao nhao vọt đến một bên lý trạch khải mấy người cứ như vậy không hề ngăn trở tiếng nhập ban chính trong lớp dương trị thành cùng bạn gái của mình đang nói chuyện thiên chợt thấy lý trạch khải mang người xông vào sắc mặt của hắn lập tức chìm xuống đến lý trạch khải ngươi là không muốn chết ta có thể thành toàn ngươi dương trị thành sắc mặt trầm xuống đứng lên tay cầm chăm chú trên nắm tay gân xanh nổi lên bốn phía một cổ nghiêm nghị khí tức theo dương trị thành trên người tán phát đi ra lý trạch khải nhíu mày cảm nhận được một tia nhàn nhạt nguy hiểm nhìn xem dương trị thành cái kia trầm ổn bộ dạng lý trạch khải thầm nghĩ trong lòng người này xem ra không thể xem thường a à. bại tướng dưới tay nào dám nói dũng a à? ngươi đồng huynh đệ của ta ta là tới tìm ngươi tính sổ lý trạch khải ánh mắt ngưng tụ nhìn qua dương trị thành hư thập tứ trung có thập tứ trung quy cũ ngươi hư mất quy cũ củ của ta muốn thụ của ta trừng phạt ngươi cho rằng lần trước cho ngươi đánh lén thành công ngươi có thể thắng được rồi ta dương trị đã thành ư, vậy ngươi tự quá coi thường ta nói xong Dương Trị thành chân trên mặt đất đạp một cái, một cái cất bước. Trầm Ổn đã rơi vào Lý Trạch Khải trước mặt. Như thế nào, muốn cùng ta động thủ? Tuy nhiên cảm giác được Dương Trị được không đơn giản, nhưng là Lý Trạch Khải cũng không nhúc nhát hắn. Dương Trị thành thật sâu nhìn Lý Trạch Khải liếc, lạnh lùng cười nói: Ta và người solo, dám ư? Lý Trạch Khải nở nụ cười, lúc này đã đáp ứng, trầm giọng nói: Tốt. Solo tự solo, ngươi cho rằng ta nhút nhát ngươi sao? Ngay tại Lý Trạch Khải vừa nói xong câu đó thời điểm, Dương Trị Thành một trảo hướng trên người của hắn bắt xuống, tốc độ vừa nhanh lại tật, trên không trung vang lên tí ti gió lạnh. Lý Trạch Khải trong nội tâm một giật mình, vô ý thức dưới chân xê dịch bước, thân thể hướng, về, sau nghiêng, khó khăn lắm tránh thoát Dương Trị Thành cái này trảo, tuy nhiên Lý Trạch Khải hiểm và hiểm tránh thoát Dương Trị Bình một chiêu này, nhưng lại lại để cho trán của hắn ứa ra mồ hôi lạnh thằng này thật sự là quá âm hiểm thực sự khơi dậy lý trạch khải lửa giận ngươi cho lão tử đến âm lý trạch khải giận dữ dưới chân vừa nhất một chân hướng về dương trị thành trên người bay đi hừ cái gọi là binh bất yếm trá ngươi không hiểu ư dương trị thành phía bên trái tránh thoát lý trạch khải lấy một cước có chút khinh thường nói thế nhưng mà kế tiếp Lý Trạch Khải thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên. Dương Trị Thành sử dụng chính là nhà ông bà ngoại trảo công, có lẽ hỏa hầu không phải rất đủ, nhưng là lực đạo nhưng lại không nhỏ. So về Lý Trạch Khải cái này không có tu luyện, mà là dựa vào trời sinh đánh nhau kinh nghiệm để chiến đấu người, mạnh rất nhiều. Hai người ngươi tới ta đi trong lúc đó, Lý Trạch Khải có thể nói là thủ nhiều công ích. Lý Trạch Khải, tiểu tử ngươi chỉ biết trốn ư dương trị thành kiến lý trạch khải dốc sức liều mạng chống đỡ lấy chính mình không hề trở tay chi lực rất là hung hăng càng quấy lý trạch khải nghiêm nghị không nói chỉ là bình tĩnh ứng đối lấy công kích của hắn thấy mình khích tướng không có dương trị thành chỉ phải tăng lớn thế công nhưng là lý trạch khải tuy nhiên trên tay chiêu thức không có chút nào xáo lộ đường theo động tác võ thuật nhưng là lâm địch ứng biến chi lực nhưng lại phi thường cường dương trị thành nhất thời cũng cầm hắn không có biện pháp lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái chính là chính mình mỗi khi có nắm chắc chế địch thời điểm luôn tại cuối cùng trước mắt bị lý trạch khải biến nguy thành an như có trời trợ giúp giống như lại để cho hắn rất là buồn bực bất quá dương trị thành đôi chính mình hay vẫn là rất có nắm chắc ngày nào đó dương trị thành tuy nhiên bị lý trạch khải cho phiến cái tác nhưng lại tại dưới sự khinh thường mới chịu thiệt tổn hại bất lợi về sau lại bị lý trạch khải trước mặt mọi người bức hiếp cái này dẫn vì hắn suốt đời sỉ nhục thù này hắn thề nhất định phải báo hôm nay chính là một cái rất tốt cơ hội bên cạnh đái a bưu hoàng thiếu kiệt đỗ phi long ba người sắc mặt vô cùng khẩn trương tay cầm chăm chú vốn là mấy người đối với lý trạch khải hay vẫn là rất có lòng tin dù sao lý trạch khải cùng đái a bưu đỗ phi long bọn người đã ở cùng một chỗ thời gian rất lâu lý trạch khải nếu như khởi xướng bưu đến thực lực liền cả đái A Bưu đều tự nhận không phải đối thủ. Đái A Bưu lúc trước tựu là bị phát bưu về sau Lý Trạch Khải cho đánh thành gấu đen sau, mới đã thành Lý Trạch Khải tiểu đệ. Nhưng là hôm nay đụng phải dương trị thành cái này cộng rơm hơi cứng, thật ra khiến đái A Bưu, đổ phi Long bọn người có chút giật mình. Quách Ái Lâm cũng nghe đã đến tin tức chạy tới, nhìn thấy Lý Trạch Khải cùng Dương Trị Thành động nổi lên tay, cũng phi thường giật mình. Ở một bên vi liên tục gặp nạn Lý Trạch Khải ngắt một bả mồ hôi lạnh, nhưng là cái lúc này, nàng cũng vô pháp ban, giúp, bên trên gấp cái gì? Bá! Dương trị thành tay giống như câu giống như trảo, tại Lý Trạch Khải mau né lập tức, lại tự mặt khác một bên hướng trên người của hắn bắt xuống dưới. Một trảo này rơi thẳng bờ vai của hắn, trên không trung phát ra hí khà, zé chết chết. Hí khà, zé chết chết, thanh âm, lực đạo mười phần lý trạch khải cảm thấy đối phương một trảo này bên trên sắc bén sức lực phong hiển nhiên kình đạo mười phần bởi vì lý trạch khải đã bị dồn đến nơi hẻo lánh chỗ cho nên hướng về sau căn bản là không thể nào tránh né hiển nhiên đây cũng là dương trị thành dự mưu tốt tuyệt hảo cơ hội lý trạch khải lúc này đã là rất nguy hiểm nếu như một trảo này bị nắm chập thực hắn chỉ sợ thì càng nguy hiểm tại điện quan thạch hỏa cực ngắn cái kia trong nháy mắt lý trạch khải đoán được dương trị thành một kích này công kích tuyến đường thân thể mãnh liệt hướng hữu khuynh nghiêng bá một tiếng dương trị thành vô cùng có nắm chắc một kích hay vẫn là rơi vào khoảng không đương nhiên cũng không hoàn toàn là thất bại lý trạch khải trên bờ vai quần áo bị dương trị thành cho vạch phá dương trị thành cái này một xúc thế một trảo trực tiếp bắt được trên mặt bàn phát ra két một tiếng vang thật lớn tại trên mặt bàn để lại năm cái thủ ấn có thể thấy được dương trị thành một trảo này có nhiều mãnh liệt dương trị thành thần sắc một chinh không nghĩ tới chính mình một kích này hay vẫn là rơi vào khoảng không ngay tại tay của hắn khẽ động nếu độ ra chiêu lúc đi học tiếng chuông vang lên dương trị thành tựu xem như lại hận lý trạch khải ở phía sau hắn hay vẫn là dừng tay lại nhìn qua lý trạch khải lạnh lùng nói tiểu tử coi như số ngươi gặp may ta cho ngươi một buổi tối thời gian cân nhắc muốn hãy cùng ta hỗn lăn lộn, làm tiểu đệ của ta. Bằng không thì tự cút cho ta ra thập tứ trung. Lý Trạch Khải mặc dù đối với Dương Trị Thành thực lực có chút giật mình, nhưng là ngoại miệng đương nhiên sẽ không chịu thua, lạnh lùng nhìn Dương Trị Thành nói. Ngươi cũng không thấy được mạnh bao nhiêu, chúng ta ngày mai gặp lại cái cao thấp. Nói xong, Lý Trạch Khải đối với bên cạnh đái A Bưu, Đỗ Phi Long, Hoàng Thiếu Kiệt bọn người nói. Chúng ta đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 64 Huyết Hải Long Đằng, Thượng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lý Trạch Khải đi ra ban chính phòng học, thấy được Quách Ái Lâm Quách Ái Lâm đang định đối với Lý Trạch Khải nói chút gì đó Thế nhưng mà Lý Trạch Khải lại không cho nàng cơ hội này Mang theo Hoàng Thiếu Kiệt, Đái A Bưu, Đỗ Phi Long tam người trực tiếp theo bên cạnh của nàng đi tới. Quách Ái Lâm gặp Lý Trạch Khải vậy mà không để ý tới chính mình, khí ở trên mặt đất hung hăng dậm chân. Tại hành lang một cái nơi hẻo lánh, Đái A Bương nhìn qua Lý Trạch Khải lo lắng nói. Lão đại, cái này dương trị thành thực lực không kém A. À. Lý Trạch Khải thần sắc ngưng trọng nói. Ân, hẳn là một cái người luyện võ, xem ra ta trước kia xác thực là có chút xem thường hắn cái này thập tứ trung là một cái tàn long ngọa hổ chi địa. Đỗ Phi Long nhẹ gật đầu, đối với Lý Trạch Khải nói ra. Lão đại, ngươi nói chúng ta phải làm gì, ngày mai? Lý Trạch Khải khoát tay áo nói. Đừng nói nữa, xe đến trước núi ác có đường. Ta cũng không tin ta Lý Trạch Khải tự nhúc nhát hắn. Đỗ Phi Long há to miệng, gặp Lý Trạch Khải như vậy cố chấp bộ dạng, khẽ thở dài, không có nói cái gì nữa. Hoàng Thiếu Kiệt nhưng lại vừa cười vừa nói. Ta tin tưởng lão đại không sợ Dương Trị Thành. Nhìn xem Hoàng Thiếu Kiệt đối với chính mình cái kia tin tưởng tràn đầy bộ dạng, Lý Trạch Khải biết rõ hắn là tại cổ vũ chính mình. Vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Cảm ơn. Bốn người tất cả trở lại phòng học sau, Lý Trạch Khải vừa về tới Tam Bang, cảm thấy các đạo ánh mắt thẳng tắp rơi xuống trên người của hắn. Hiển nhiên vừa rồi Lý Trạch Khải cùng Dương Trị Thành xung đột, sớm đã truyền ra hiện tại nhìn thấy lý trạch khải còn có thể trở về đối với hắn đều có chút rất hiếu kỳ có ít người ánh mắt chính giữa thậm chí mang theo nhìn có chút hả hê cảm giác quách ái lâm đối với lý trạch khải vừa rồi không thèm nhìn nàng hiển nhiên còn có chút bất mãn ý lầm bầm lấy đối với lý trạch khải nói ra hừ ngươi vừa rồi vì cái gì không để ý tới ta lý trạch khải nhíu mày vẫn đang không nói chuyện tự hồ nghĩ đến cái gì quách ái lâm tuy nhiên đang tại đối với lý trạch khải oán trách lấy thế nhưng mà đối với cái này đứa đầu đất nàng nhưng cũng là tức giận không có chỗ phát cảm giác lý trạch khải tuy nhiên biểu hiện ra một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dạng nhưng là đối với dương trị thành nhưng lại một chút lòng tin đều không có dương trị thành tuy nhiên luyện chính là ngoại gia công phu chưa tính là rất lợi hại nhưng là đó là đối với mặt khác quân nhân đối với hắn cái này không có tu luyện người bình thường đây tuyệt đối là chiếm được thượng phong Lý Trạch Khải hôm nay sở dĩ không có xấu mặt, hoàn toàn quy về hắn tự hồ có một loại trời sinh cảm giác năng lực, mỗi lần có thể ở nguy hiểm thời điểm, su các tị hung, thích hên tránh xấu. Nhưng là Lý Trạch Khải cũng không dám cam đoan, chính mình mỗi một lần đều có may mắn như vậy. Lý Trạch Khải thiên tính là không chịu thua cái chủng loại kia người, cũng không để cho chính mình tiếp nhận thất bại. Nhưng là quay mắt về phía cường đại như vậy đối thủ, Lý Trạch Khải trong lòng vẫn là có rất lớn áp lực. Dương trị thành luyện chính là móng vuốt sói công, uy lực đại, cũng rất ác độc. Ngươi cẩn thận chút, nếu như cần mà nói, ta có thể giúp cho ngươi. Ngay tại Lý Trạch Khải có chút trầm mặt thời điểm, bỗng nhiên bên cạnh của hắn truyền đến Quách Ái Lâm thanh âm. Lý Trạch Khải sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, nhìn qua bên người đang lườm một đôi xinh đẹp mắt to, nhìn qua nàng Quách Ái Lâm, nhẹ gật đầu nói ra: "Ân, cảm ơn ngươi." Lý Trạch Khải cảm giác được điện thoại đang chấn động, lấy ra điện thoại nhìn một chút, là Đỗ Tuyết Kiều phát tới. Trên đó viết, Trạch Khải ngươi làm sao vậy? Giữa trưa có chuyện gì không? Mặc dù chỉ là ngắn ngủn hai câu nói, nhưng lại lộ ra quan tâm. Lại để cho Lý Trạch Khải trong nội tâm dân lên một cổ tình cảm ấm áp. Lý Trạch Khải trên mặt lộ ra mỉm cười. Trả lời một câu, bên cạnh quách ái lâm chứng kiến lý trạch khải cười như vậy hèn mọn bị ổi đối với hắn hừ một câu lầm bầm nói nhất định là đổ tuyết kiều cái này chết tiệt nha đầu phát tới lý trạch khải đã sớm biết rõ hai người rất không thích hợp cười cười từ chối cho ý kiến bộ dạng quách ái lâm bỗng nhiên lôi kéo lý trạch khải cánh tay đạo uy lý trạch khải sửng sốt một chút không biết quách ái lâm muốn đối với nàng nói làm sao vậy quách ái lâm một đôi thanh tịnh như nước mắt to trong nháy mắt nhìn qua hắn thật giống như có thể nói giống như tại quách ái lâm xem lý trạch khải có chút xấu hổ thời điểm mới đắc ý mà hỏi ngươi nói lời nói thật là ta xinh đẹp hay vẫn là đỗ tuyết kiều nha đầu kia xinh đẹp ách đều xinh đẹp lý trạch khải sửng sốt một chút không được phải nói ai xinh đẹp nhất ta không muốn lập lờ nước đôi đáp án cái kia biết quách ái lâm căn bản là không buông tha Lý Trạch Khải, vẫn ép hỏi lấy. Lý Trạch Khải biết rõ quách ái lâm nha đầu kia quá khó chơi. Không để cho nàng một cái minh sát bàn giao chấm NH án nhũ, nhất định sẽ không cam lòng. Chỉ đành phải nói. Được rồi, hiện tại ngươi xinh đẹp. Trong nội tâm lại nói. Hiện tại chỉ có ngươi tại trước mặt của ta, đương nhiên là ngươi xinh đẹp. Quách Ái Lâm lại không có nghe ra Lý Trạch Khải lời này đâu, trên mặt trong bụng nở hoa. Chính mình cuối cùng là lại để cho Lý Trạch Khải thừa nhận chính mình còn hơn đổ tuyết kiều nha đầu kia một bậc, cái này đối với nàng mà nói, so cái gì đều cao hứng. Quách Ái Lâm trên mặt vẻ mặt tươi cười, vui rạo rực đối với Lý Trạch Khải nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp cho ngươi. Tuy nhiên Quách Ái Lâm nói như vậy, thế nhưng mà Lý Trạch Khải cũng không có đem cái này để ở trong lòng, trong nội tâm vẫn ở tự hỏi cần phải như thế nào ứng đối ngày hôm sau dương trị thành áp lực. Lý Trạch Khải vừa để xuống học đã đến tiệm internet đi, cũng không phải đi chơi trò chơi gì, mà là tìm kiếm móng vuốt sói công tư liệu. Lý Trạch Khải cũng không đánh không nắm chắc trận chiến. Thế nhưng mà tại tiệm internet nội, Lý Trạch Khải có khả năng tìm được tư liệu nhưng lại rất là ít, căn bản cũng không có cái gì móng vuốt sói công tư liệu, cho dù có cũng căn bản chỉ tốt ở bề ngoài. Không có lý Trạch Khải sợ muốn cái chủng loại kia, lại để cho hắn không khỏi có chút buồn bực. Ngược lại là tìm ra không ít tương quan tiểu thuyết. Cái này lại để cho Lý Trạch Khải trong nội tâm phi thường thất vọng. Rơi vào đường cùng, Lý Trạch Khải hay vẫn là về tới trong nhà. Ngô Mai đã trở về, cho hắn đã làm xong cơm. Trong thấy Lý Trạch Khải trở về, Ngô Mai có chút tò mò hỏi nàng nói. "Trạch Khải, ngươi buổi tối như thế nào muộn như vậy trở về?" Lý Trạch Khải cười nói. Ta lên mạng A tra xét hạ tư liệu. À. Ngô Mai cho rằng Lý Trạch Khải cái gọi là tra tư liệu, là tra một ít học tập bên trên tư liệu, thật không có để vào trong lòng. Nhưng lại không biết, Lý Trạch Khải thằng này căn bản chính là đi thăm dò những vật khác. Trạch Khải, y phục của ngươi cởi ra, tỷ tỷ giúp ngươi rửa. Ngô Mai ôn nhu đối với Lý Trạch Khải nói. Yes sir. Lý Trạch Khải nhẹ gật đầu, đã đáp ứng. Ba năm, ba năm như một ngày chiếu cố cùng chính mình, Lý Trạch Khải nhìn xem ngô mai đem mình quần áo xuất ra đi thân ảnh. Cảm thấy có chút ấm áp, mặc dù chỉ là nửa đường nhận thức tỷ tỷ, nhưng là nàng lại mang đến cho mình một cái da cảm giác. Lý Trạch Khải thề, sau này mình có năng lực, nhất định phải hảo hảo đối với tỷ tỷ, hồi báo nàng mấy năm qua này, đối với chính mình chiếu cố. Một buổi tối, lý trạch khải đều đang tự hỏi như thế nào ngày hôm sau đối phó dương trị thành phương pháp xử lý nhưng là muốn hồi lâu lý trạch khải đều không có một tia nắm chắc dù sao muốn phá giải một cái công pháp chỗ đó có dễ dàng như vậy bất tri bất giác lý trạch khải tiến nhập mộng đẹp chính giữa qua một thời gian hắn lại tiến nhập một cái hư vô mờ mịt địa phương nhìn trước mắt cùng chính mình lớn lên giống như đúc thanh niên lý trạch khải có chút buồn bực nói lại là ngươi Ta như thế nào sẽ đến đến nơi đây." Thanh niên kia tiện tay bãi xuống, bốn phía cảnh vật thay đổi, Lý Trạch Khải phát hiện mình đang tại một gian phòng ốc nội. Cái kia mang trên mặt cười tà thanh niên đang ngồi ở trên ghế salon. "Ngay có chút suy nghĩ và dạ có chỗ mộng, cũng bởi vì ngươi có phiền não, cho nên mới phải đi vào ta bên này." Thanh niên kia nhàn nhạt đối với Lý Trạch Khải nói ra. Lý Trạch Khải lắc đầu, cũng không khách khí ở trên ghế salon ngồi xuống bất đắc dĩ nói đi tới nơi này hữu dụng ư dù sao đều là mộng lý trạch khải đối trước mắt thanh niên thật không có quá mức ở ý thanh niên kia nhàn nhạt cười nói làm sao ngươi biết hội vô dụng ta có thể dạy ngươi đối phó móng vuốt sói công phương pháp xử lý kỳ thật cái này đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào dĩ nhiên đối với ngươi bây giờ vẫn có chút phiền toái chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 65 Huyết Hải Long Đằng, Hạ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ách, à, người có thể dạy ta. Lý Trạch Khải đối trước mắt thanh niên này mà nói, rất là hoài nghi, thanh niên kia đối với Lý Trạch Khải thật sâu nhìn một cái, lắc đầu nói. Long Đằng cửu biến là khoáng cổ tuyệt kim tuyệt học, cho dù là gia tộc bọn ta cuối cùng mấy đời người, cũng chỉ đã luyện thành top 3 biến mà thôi ngươi bây giờ tình huống cũng chỉ có thể là học long đằng cửu biến chiêu thứ nhất thức mở đầu nhưng cũng đủ rồi lý trạch khải nghe được chính mình chỉ có thể học thức mở đầu yếu ớt nhìn qua người thanh niên kia nói tự một cái thức mở đầu có một phê dùng a thanh niên kia lượm lý trạch khải liếc cười nói ngươi cho rằng một cái thức mở đầu cũng chỉ là một cái thức mở đầu ư nó bao hàm lấy bốn loại biến hóa đầy đủ ngươi dùng. Hơn nữa hiện tại trạng huống của ngươi, cho dù là cho ngươi học, một buổi tối đoán chừng cũng biết không xuất ra cái gì trò đến. Nếu không phải bởi vì ngươi trước kia học qua, cho ngươi một năm thời gian, ngươi liền một cái biến hóa đoán chừng cũng nắm giữ không được. Lý Trạch Khải nghe vậy, cảm giác, cảm thấy trước mắt vị này lớn lên cùng chính mình phi thường giống nhau thanh niên thoạt nhìn trong lời nói tự hồ ẩn chứa cái gì, chẳng lẽ hắn biết mình thân phận. Bất quá Lý Trạch Khải đối trước mắt thằng này thân phận còn rất là hoài nghi, trong lòng có nghi vấn, cũng đành phải kiềm chế xuống dưới. Thanh niên kia tự hồ không quan tâm Lý Trạch Khải nghĩ cách, đối với Lý Trạch Khải nói. Người bây giờ hảo hảo xem tốt. Nói xong, Lý Trạch Khải nhưng cảm giác bốn phía cảnh vật đều thay đổi. Tự hồ xuất hiện ở một cái sa mạc chính giữa. Thanh niên kia nhìn xem Lý Trạch Khải bộ dạng này kinh ngạc bộ dạng, cười nói cái này không có gì quá kỳ quái, đây là đang ý thức hải của ngươi, muốn biến ảo thành bộ dáng gì nữa, đều rất đơn giản. À, Lý Trạch Khải nghe vậy, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đón lấy, thanh niên kia đối với Lý Trạch Khải thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói. Ngươi xem tốt rồi. Thanh niên kia thần sắc thời gian dần trôi qua nghiêm túc và trang trọng. Tay đánh ra các loại huyền ảo thủ thế, cả người đã thành một đạo ảo ảnh, chung quanh bán kính nội, đều đang công kích của hắn trong phạm vi. Một đầu màu trắng long ảnh tại phạm vi hơn 10 thước nội nhộn nhạo lấy, chung quanh công kích trong phạm vi, đã thành một cái biển máu. Một cổ mênh mông cùng cùng khắc nghiệt chi khí theo thanh niên kia trên người tán phát đi ra, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, cho Lý Trạch Khải vô cùng áp lực. Lý Trạch Khải xem trận mắt há hốc mồm, miệng không ngậm miệng được. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, vui lòng phục tùng quả nhiên là huyết hải long đằng, danh xứng với thực đó a. À. Lý Trạch Khải sửng sốt một chút, nhìn qua trước mắt thanh niên, trong nội tâm kích động, hỏi. Ta thật có thể học hội ư? Thanh niên kia nhẹ nhàng mà cười cười đối với Lý Trạch Khải nói ra. Ngươi đương nhiên có thể học hội, đây là chớ dung hoài nghi, chỉ là cho dù ngươi học xong, ngươi khả năng cũng chỉ có thể phát huy ra không đến một phần mười uy lực. Lý Trạch Khải nghe vậy, trong nội tâm sững sờ, đối với thanh niên kia hỏi, không đến một phần mười, vậy ta còn đánh chọc a? À? thanh niên kia lắc đầu, đối với lý trạch khải vừa cười vừa nói, long đằng cửu biến là cần chân nguyên với tư cách hậu thuẫn, thế nhưng mà ngươi bây giờ, lý trạch khải nghe vậy, rất là lắp bắp kinh hãi, chân nguyên đó là nội gia tu luyện giả mới có được, tuy nhiên tại đông hoa trong nước gia tu luyện giả sớm đã không phải bí mật gì, nhưng là nội gia tu luyện giả tại người bình thường trong mắt vẫn là thay mặt lấy không biết cùng thần bí bởi vì bọn họ rất ít xuất hiện tại thế nhân trước mặt cho dù là ngẫu nhiên có một ít đoạn kết của trào lưu nội gia tu luyện giả xuất hiện tại thế nhân trước mặt đều có thể làm cho người ta cảm thấy kính sợ cùng tôn kính thế nhưng mà người này cũng rất thần bí thanh niên nâng lên chân nguyên chẳng lẽ hắn có phương pháp tu luyện ta có thể học ngươi chẳng lẽ có công pháp lý trạch khải kích động nhìn qua trước mắt thanh niên công pháp không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là ngươi bây giờ tình huống, lại vẫn chưa tới thời điểm. Thanh niên kia nhìn qua Lý Trạch Khải nghiêm túc và trang trọng nói. Cái gì kia thời điểm mới đến thời điểm? Lý Trạch Khải vội vàng hỏi. Thanh niên kia không có trả lời, chỉ là nhìn qua Lý Trạch Khải nói. Ngươi trước đem cái này huyết hải long đằng học hội, chỉ cần ngươi hoàn toàn đem cái này huyết hải long đằng học hết, ta sẽ dạy ngươi thiên long bí quyết. Thiên long bí quyết cảm thấy cái này một gã chữ tự hồ rất ngưu bức bộ dạng a lý trạch khải nghe danh từ không tệ hẳn là một cái rất không tệ tu luyện công pháp bất quá nghe thanh niên này mà nói chính mình còn phải đem biển máu đằng long chiêu này cho hội bất quá lý trạch khải thực sự không có đem cái này để vào mắt chính mình dung nhan có lẽ chưa tính là thông minh nhưng cũng không thể có thể liền cả một chiêu cũng học không được a thanh niên kia nhìn xem lý trạch khải làm bộ dạng như không có gì nhàn nhạt cười cười nói ra. Cái này huyết hải long đằng có 12 biến hóa, mỗi bốn cái biến hóa làm một thức, chỉ có đem 12 biến hóa hoàn toàn luyện thành, hơn nửa chân nguyên làm cơ sở, mới có thể hoàn toàn phát huy ra chiêu này uy lực. Mà thức thứ nhất là huyết hải long đằng cái này biến đổi đơn giản nhất nhất thức, cũng là một cái nhập môn, dùng ngươi trước kia trụ cột, có lẽ một buổi tối có thể học hội, đằng sau muốn chính ngươi thời gian dần qua đi nghiên cứu nếu như ngươi có thể đem huyết hải long đằng học hội tuy nhiên bởi vì không có chân nguyên với tư cách hậu thuẫn chỉ có thể phát huy một phần mười uy lực nhưng cho dù là ở bên ngoài ngươi cũng có thể sẽ không một điểm trở tay chi lực đều không có nhìn xem thanh niên này tại đây khoác lác lý trạch khải mặc dù có điểm không tin nhưng là đối phương đã nói như vậy lý trạch khải cũng chỉ tốt là tạm thời tính chi mà ở lý trạch khải tại học tập long đằng cửu biến thời điểm dương trị thành đã ở cửu long một cái bên trong võ quán cùng sư phụ của mình học tập mới sát chiêu lúc này đây vì có thế triệt để đem lý trạch khải nắm bắt lập uy dương trị thành hướng sư phụ của mình thiên lang lão nhân khiêm tốn lãnh giáo dương trị thành tuy nhiên tại thiên lang võ quán chưa tính là chăm chỉ đệ tử nhưng bởi vì nói ngọt hay vẫn là rất chiêu thiên lang lão nhân ưa thích tại kết hợp được lý trạch khải đặc điểm truyền thụ dương trị suốt ngày sói cắt bỏ chiêu này sát chiêu chiêu này sát chiêu tại móng vuốt sói công nội, coi như là rất sắc bén một chiêu. Mà Dương Trị Thành tại học xong một chiêu này sau, đối với ngày hôm sau đã bại Lý Trạch Khải lập uy, cũng là tin tưởng trang đầy. Đem làm Lý Trạch Khải bắt đầu chính thức học tập lúc, hắn mới thật sự tin tưởng, đây quả thật là rất huyền ảo. Hắn đều cho rằng chính mình rất thông minh. Thế nhưng mà chính cả bỏ ra 2 giờ tại học đã xong cái thứ nhất biến hóa cũng may bây giờ là tại hắn ý thức của mình biển trong không gian, bằng không thì còn không còn sớm đem hắn cho mệt mỏi gục xuống. Học xong cái thứ nhất biến hóa dùng 2 giờ, thứ hai biến hóa hắn suốt dùng 3 giờ. Mà ở Lý Trạch Khải đệ tam cái biến hóa vừa mới luyện qua thời điểm. Hắn bỗng nhiên bị người cho đánh thức. Lý Trạch Khải mở to mắt, lại phát hiện là tỷ tỷ Ngô Mai. Ngô Mai hung hăng trợn mắt nhìn Lý Trạch Khải liếc, có chút bất mãn đối với hắn nói, Trạch Khải, hiện tại cũng mấy giờ rồi, ngươi vẫn chưa chịu dậy. Lý Trạch Khải nhìn xuống bên người đồng hồ báo thức, phát hiện vậy mà 7.10. Không nghĩ tới vậy mà ngủ quên mất rồi. Hắn ngượng ngùng bò lên. Ta mặc kệ ngươi rồi, ta muốn đi làm, chính ngươi cơm nước xong xuôi lập tức cho ta tiến đến trường học, không được muộn. Nói xong, ngô mai dẫn theo bao, vội vã rời đi. Lý Trạch Khải ngược lại không vội, chỉ là xoa chính mình huyệt thái dương, nghĩ đến tối hôm qua trong mộng tình hình, không biết là thật sự, vẫn chỉ là một giấc mộng cảnh, nhưng nếu như là mộng, Lý Trạch Khải cảm thấy vậy cũng thái chân thực hơi có chút. Nhớ tới mình ở trong mộng luyện tập cái kia ba sử, rõ mồn một trước mắt. Lý Trạch Khải liền cả răng cũng không bá, mặt cũng không giặt rửa, chạy tới sân thượng, bắt đầu luyện tập top ba thức. Thức cùng sự thật dù sao phân biệt, để ý thức hại chính giữa tuy nhiên luyện vô cùng chính, trong hiện thực muốn thao luyện bắt đầu, nhưng vẫn là lại để cho Lý Trạch Khải ngã nhiều lần. Nhưng thời gian dần qua cũng thuần thục bắt đầu. Lý Trạch Khải rốt cục có thế vững tin chính mình, đêm qua không phải tại nằm mộng. Ha ha ha, Dương Trị Thành, chỉ cần ta đem huyết hải long đằng thức thứ nhất tu luyện thành công, ta sẽ đã bại ngươi, đem ngươi giẫm nát dưới chân. Lý Trạch Khải lên tiếng phá lên cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 66 Khiêu khích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bất quá Lý Trạch Khải còn có cuối cùng một cái biến hóa còn không có học thành, ở phía sau, hắn phải đem cái này cuối cùng biến hóa học hội, mới có thể phát huy ra thức thứ nhất, trong hiện thực thao tác cùng hắn để ý thức khải hợp lý trong so với, hay vẫn là khổ cực rất nhiều. Bất quá bây giờ nhanh lên khóa, Trương Vũ Trạch tuy nhiên quyết định buổi sáng không đi. Nhưng vẫn là gọi điện thoại cho Quách Ái Lâm, làm cho nàng trợ giúp chính mình xin phép nghỉ. Tuy nhiên cái này giả hắn có thể cho Hoàng Thiếu Kiệt đến thỉnh, nhưng nếu như là Quách Ái Lâm mà nói, có thể so với tốt hơn chút ít. Tuy nhiên dùng Lý Trạch Khải tính tình, một tiết khóa không đi, không có gì, nhưng là lăng sợ sở mặt mũi hay là muốn cho. Quách Ái Lâm buông xuống điện thoại, nhíu mày tuy nhiên nàng có thể hiểu được trương vũ trạch không đến nguyên nhân nhưng là tại nàng nghĩ đến nam nhân sao có thể lùi bước đây này tuy nhiên dương trị thành là một cái cường địch nhưng là cứ như vậy hợp lý rùa đen rút đầu hãy để cho quách ái lâm có chút xem thường hắn quách ái lâm bây giờ đối với lý trạch khải có chút thất vọng rồi lắc đầu có chút khinh thường nói xem ra lại để cho đỗ tuyết kiều ưa thích nam sinh cũng không quá đáng như thế Quách Ái Lâm đương nhiên là đã hiểu lầm Lý Trạch Khải, bất quá Lý Trạch Khải hiện tại đương nhiên không có gì tâm tư đi thi lo người khác là nghĩ như thế nào được rồi. Hiện tại hắn đang luyện tập còn lại một cái biến hóa. Bất quá sự biến hóa này nhưng lại lại để cho Lý Trạch Khải bỏ ra suốt 4 giờ mới miễn cưỡng hoàn thành. Huyết Hải Long đằng thức thứ nhất. Chỉ thấy Lý Trạch Khải cả người nhảy lên, cả người huyển hóa ra tầng tầng điệt điệt thân ảnh, nhanh tay vô cùng hướng bốn phía vỗ ra, người ở bên ngoài xem ra, căn bản là thấy không rõ Lý Trạch Khải thân ảnh, bởi vì tốc độ kia thật sự là quá là nhanh. Nhất thức hết, Lý Trạch Khải từ không trung rơi xuống, cảm thấy có chút thở hỗn hển. Mệt mỏi cảm giác lại để cho hắn về tới trên giường nằm xuống. Hắn hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, chính mình cứ như vậy nguyên vẹn sử xuất một sự, phản phất đem hắn khí lực toàn thân đều tháo nước giống như. Mà ở lúc này, toàn bộ thập tứ trung, đều đang truyền lưu lấy, Lý Trạch Khải cùng cấp hai tam đại bá chủ một trong dương trị thành hai người xung đột sự tình. Bởi vì hai người một ngày trước đỏ sức qua lần thứ nhất, miễn cưỡng xem như ngang tay. Cho nên cái này ngày hôm sau kết quả, nhận lấy thêm nữa. Người chú ý, bất quá đã có nhân chứng thực, Lý Trạch Khải hôm nay vậy mà chưa có tới. Cái này không khỏi lại để cho có người hoài nghi, Lý Trạch Khải có phải hay không sợ, cho nên không dám tới. Đồn đại luôn có thế bẻ công sự thật, ngược lại là càng truyền càng thần, thậm chí có người nói, Lý Trạch Khải đã mật bí cầu xin tha thứ. Cấp hai ban chính Dương Trị Thành nghe được tiểu đệ của mình truyền đến tin tức, Lý Trạch Khải hôm nay chưa có tới, thật ra khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thành ca, tiểu tử kia chuẩn là sợ ngài. Một thanh niên đối với Dương Trị Thành nghiêm mặt nói. Dương Trị Thành lắc đầu, đối với thanh niên kia khoát tay áo nói. Tiểu quân, ngươi trước đi xuống đi người này không có đơn giản như vậy buổi chiều ngươi lại đi nhìn xem nói không chừng hắn tại chơi cái gì bịp bợm tiểu quân nghe vậy đối với dương trị thành nhẹ gật đầu nói được rồi lão đại ta đã biết lý trạch khải nằm ở trên giường bởi vì mệt nhọc người bất tri bất giác đang ngủ bất tri bất giác hắn lại đây đã đến chính mình cái kia trong mộng không gian lão đại lúc này mới dùng lần thứ nhất như thế nào chúng ta tự mềm nhũn Lý Trạch Khải rất là phiền muộn đối với thanh niên kia hỏi. Thanh niên kia nhìn Lý Trạch Khải liếc, nhẹ gật đầu, cười nói: "Dùng ngươi bây giờ năng lực, một ngày tối đa cũng có thể dùng lần thứ nhất. Cho nên chiêu này ngươi tốt nhất không muốn đơn giản dùng đến. Muốn dùng, phải ở thích hợp nhất thời điểm dùng, nếu không, ngươi khí lực dùng hết, cả người phải mặc người chém vết." Lý Trạch Khải yếu ớt đối với thanh niên kia hỏi: "Lão đại, ngươi như thế nào không nói sớm?" Thanh niên kia có chút không có ý tứ gãi gãi đầu, đối với Lý Trạch Khải lắc đầu nói ra. Cái này. Ta quên. Lý Trạch Khải. Được rồi, lần thứ nhất, tự lần thứ nhất, Lý Trạch Khải nghe được dù sao còn có một lần có thể dùng, cũng là yên tâm đã đến. Dùng hắn cảm nhận được một chiêu kia uy lực, cảm thấy hay vẫn là. Có tương lai. Lý Trạch Khải mặc dù biết dương trị thành móng vuốt sói công rất bá đạo, cũng là không nhúc nhát hắn chỉ cần có thể hảo hảo nắm chặt cơ hội, một kích chế địch cũng không phải là không thể được. 2 giờ rưỡi xế chiều lớp C23, hiện tại toàn bộ lớp người cũng đang thảo luận lấy không có tới đi học Lý Trạch Khải. Cảm thấy người này có phải thật vậy hay không sợ Dương Trị Thành mới không có tới. Có lẽ toàn bộ tam bang chỉ có Hoàng Thiếu Kiệt cùng Trình Kiếm Phong hai người không tin Lý Trạch Khải không có tới sẽ là bởi vì sợ hãi. Chỉ là Hoàng Thiếu Kiệt trong nội tâm cũng cảm thấy thật kỳ quái, cái này lão đại là xảy ra điều gì tình huống? Nếu như không phải Hoàng thiếu kiệt biết rõ lý Trạch Khải tính cách, chỉ sợ cũng phải cùng người khác đồng dạng nghĩ cách. Lịch Sử lão sư đang tại trên giảng đài giảng bài. Khoan thai, một tiếng báo cáo. Hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt của người. Lịch Sử lão sư là một vị ước chừng hơn 60 tuổi lão đầu, nghe được thanh âm, hướng về Lý Trạch Khải chỗ nhìn đi qua. Hiển nhiên hơn phân nửa người cũng không nghĩ tới Lý Trạch Khải tại nơi này thời khắc máu chốt thật đúng là xuất hiện. Lúc trước trào phúng thanh âm, thoáng cái biến mất rất nhiều. Quách Ái Lâm nhìn qua Lý Trạch Khải thì thào nói. Xem ra, lúc trước ngược lại là bỏ qua hắn, nguyên lai hắn không phải người như vậy. Lịch sử lão sư nhìn Lý Trạch Khải liếc, đối với hắn nhẹ gật đầu, xem như đồng ý hắn vào được. Hoàng Thiếu Kiệt nhìn qua hướng chính mình đi tới Lý Trạch Khải, thần sắc có chút kích động, đây mới là lại để cho hắn kính nể lão đại. Nếu như Lý Trạch Khải thật sự e sợ chiến mà nói, Hoàng Thiếu Kiệt tuyệt đối sẽ cùng Lý Trạch Khải mỗi người đi một ngã, không có người sẽ thích bọn hèn nhát lão đại. Quách Ái Lâm cũng hướng Lý Trạch Khải quăng đi một tia vũ mị ánh mắt, cũng vì chính mình lúc trước hiểu lầm Lý Trạch Khải mà cảm thấy một tia không có ý tứ. Lý Trạch Khải ngược lại là điềm nhiên như không có việc gì trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Thần sắc rất là nghiêm túc và trang trọng, Hiển nhiên trong nội tâm đang suy nghĩ lấy cái gì? Trên thực tế, Lý Trạch Khải ở phía sau, trong nội tâm đang tại chờ Dương Trị Thành đến thăm. Quách Ái Lâm nhìn xem Lý Trạch Khải không nói lời nào bộ dạng đụng đụng cánh tay của hắn, đối với hắn nhẹ giọng nói: "Uy, ngươi thật sự đã đến. Ngươi chẳng lẽ không sợ Dương Trị Thành ư, hắn rất lợi hại, ngươi không nên tới." Nữ sinh chính là như vậy, nếu như Lý Trạch Khải thật sự đừng tới, nàng hội xem thường hắn thế nhưng mà thật sự đã đến, ngược lại có bắt đầu lo lắng khởi hắn đã đến. À, không có việc gì, ta sau giờ học tự đi, hắn tìm không thấy của ta. Lý Trạch Khải rất yếu không chuyện lạ bộ dạng. Quách ái lâm. Sau giờ học, không đến 10 phút thời gian, Lý Trạch Khải trở về tin tức cơ hội truyền khắp toàn bộ cấp 2. Cấp 2 ban chính. Đã nghe được tin tức Dương Trị Thành một bả đem trong tay bút tách ra đã đoạn, lạnh lùng nói, trở về rất tốt vừa để xuống học lý trạch khải bên người quách ái lâm vội vàng đối với lý trạch khải nói ra uy ngươi còn không đi a à? dương trị thành sẽ tìm đến ngươi lý trạch khải vững như bàn thạch ngồi ngay ngắn bất động một bên nhìn xem trong tay manga bên cạnh thản nhiên nói chúng ta đúng là hắn đúng vậy a à, lão đại hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chúng ta mặt khác còn muốn biện pháp một bên Hoàng Thiếu Kiệt cũng thúc giục Lý Trạch Khải, sắc mặt rất là lo lắng. Lý Trạch Khải lắc đầu, đang định nói chuyện, phòng học môn bỗng nhiên bị đẩy tới. Năm người từ bên ngoài nhanh ngang đi đến, đi tuốt ở đàn trước đúng là Dương Trị Thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 67 Lập Uy bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com lý trạch khải nhàn nhạt nhìn qua trước mắt dương trị thành nói ra ta chờ ngươi đã lâu dương trị thành nhìn lý trạch khải liếc nhẹ gật đầu giống như cười mà không phải cười nói hiện tại ngươi nói như thế nào pháp là phải lạy xuống cho ta dập đầu mấy cái đầu cùng ta hỗn lăn lộn đang chuẩn bị cút cho ta ra thập tứ trung ta cho ngươi hai chọn một lý trạch khải nở nụ cười cười vô cùng là khinh thường Nhìn Dương Trị Thành liếc, nói Ta cũng không muốn Xem ra ngươi muốn tìm cái chết lạc Dương Trị Thành ánh mắt thật sâu nhìn Lý Trạch Khải liếc Quách ái lâm nhẹ nhàng đụng đụng Lý Trạch Khải cánh tay Thân sắc cũng có chút nóng nảy Tự hồ là tại nhắc nhở hắn cái gì Bất quá Lý Trạch Khải nhưng lại không để ý đến nàng Chân tại trên mặt ghế nặng nề đạp một cái Cả người nhảy ra ngoài Đã rơi vào Dương Trị Thành trước mặt ánh mắt thật sâu ngưng mắt nhìn tại Dương Trị Thành trên mặt. Hiện tại cho ngươi hai con đường. Dương Trị Thành ngăn trở sau lưng chỗ sung yếu đi lên tiểu đệ, lông mày ngưng tụ, đối với Lý Trạch Khải hơi lấy tò mò hỏi. Cái kia hai con đường. Điều thứ nhất, ngươi cút cho ta ra thập tứ trung. Thứ hai, ngươi quỳ xuống đến dập đầu mấy cái khấu đầu, làm tiểu đệ của ta. Nếu như nói, Dương Trị Thành mới vừa nói kiêu ngạo như vậy mà nói, Người ta còn cảm thấy rất bình thường. Dù sao đây cũng là Dương Trị Thành gần đây phong cách. Thế nhưng mà giờ phút này Lý Trạch Khải nói như vậy, nhưng lại làm cho người ta rất là giật mình. Lý Trạch Khải với tư cách mới tới, dựa vào cái gì khiêu chiến Dương Trị Thành cái này vốn có bá chủ đây này. Rất nhiều đồng học trong nội tâm đều hưng phấn lên, xem ra cái này có trò hay để nhìn. Hoàng thiếu kiệt càng là kích động nhiệt huyết sôi trào, hai đấm cầm chăm chú, thầm nghĩ đây mới là lão đại của ta, có khí phách. Cận kề cái chết, chớ hắn nhục. Nam tử hán chính là muốn có cái này sáng kiếm tinh thần. Quách ái lâm cặp kia xinh đẹp mắt to chính giữa cũng đã hiện lên một đạo thưởng thức hào quang, con mắt chăm chú chăm chú vào lý trạch khải cái kia ngạo nghễ bất khuất trên người. Người muốn chết. Dương trị thành quả nhưng nổi giận, một quyền đối với lý trạch khải trên mặt quanh tới. Lý trạch khải ánh mắt ngưng tụ, tay lập tức chém ra, trả hai quyền ba chân, thân thể phi thường lưu loát. Hai người như vậy tự khai chiến, thật ra khiến bên cạnh đồng học có chút không ngờ rằng. Mọi người nhao nhao mở ra, miễn đụng phải cá trong chậu chi ương. Trình kiếm phong, hoàng thiếu kiệt ánh mắt sáng ngời nhìn qua Lý Trạch Khải, thần sắc đều có chút khẩn trương. Lý Trạch Khải cảm thấy lúc này đây dương trị thành so về ngày hôm qua thủ pháp bên trên còn càng thêm sắc bén đi một tí. Hiển nhiên là nhận lấy minh sư chỉ điểm, chuyên môn nhằm vào chính mình đấu pháp, lại để cho hắn cảm thấy sau so ngày hôm qua áp lực còn càng lớn chút ít. Cũng may, Lý Trạch Khải đang luyện tập huyết hải long đằng sau, tại thân pháp có lợi là cải tiến rất nhiều. Tuy nhiên chỉ có bốn cái biến hóa, nhưng là cái này bốn cái biến hóa trong nhưng lại ẩn chứa rất nhiều thân pháp vận dụng. Lý Trạch Khải một cái nhảy lên, đi tới Dương Trị Thành bên cạnh sau, một cái 360 độ sau đá xoáy, hướng về Dương Trị Thành trên người quét đi qua, góc độ cùng lực đạo nắm chắc phi thường tốt hơn nữa tư thế phi thường ưu mỹ dương trị thành nhướng mày hai tay phía bên trái một đường đem lý trạch khải ngăn cản trở về lý trạch khải thấy thế một cái lăng không đá nghiêng hướng về bả vai của đối phương quét đi qua bất quá dương trị thành phản ứng đã ở lý trạch khải ra ngoài ý định bên trong bả vai hướng về bên cạnh có chút một nghiêng đã hiện lên lý trạch khải cái này liên tục một kích dương trị thành lại không có nghĩ đến lý trạch khải tại một buổi tối cũng có tiến bộ thần sắc thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên cả người nặng nề nhảy lên một chân hướng về lý trạch khải trên người vung mạnh tới trong không khí phát ra vù vù tiếng vang hiển nhiên dương trị thành cái này một chân thật không đơn giản lý trạch khải nhướng mày liên tục hướng về sau một tung hoành ra hai thước vừa vặn tránh được dương trị thành một cước không có đá trúng lý trạch khải nhưng lại rắc một tiếng đem Lý Trạch Khải bên cạnh cái kia một cái cái bàn chân bàn cho quét đã đoạn. Quy lực này, quả thực là vô cùng mãnh liệt. Lại để cho bên cạnh mấy người, giật nảy mình. Lý Trạch Khải cảm thấy đối phương thế công càng ngày càng tật. Một quyền đối với trên người của đối phương oanh tới. Hai người nắm đấm, thẳng tắp oanh lại với nhau. Lý Trạch Khải ngón tay khuất thẳng, đối với trên mặt của đối phương quét đi qua. Dương Trị Thành quay đầu đi, nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát nắm tay thành chợt, ngón tay mở ra, hướng về Lý Trạch Khải trên người đâm đi qua. Sắc bén trảo ảnh theo Lý Trạch Khải trên không bao phủ xuống. Thiên lang cắt bỏ. Lý Trạch Khải giờ khắc này, trong nội tâm khoan thai một lẫm, cảm nhận được một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Tuy nhiên thanh niên kia đã từng đối với Lý Trạch Khải bàn giao chấm NH án nhũ, cái này huyết hải long đằng 24 tiếng đồng hồ ở trong, chỉ có thể dùng hai lần, nhưng là ở phía sau, Lý Trạch Khải cũng chỉ có thể liều mạng. Bằng trực giác, Lý Trạch Khải cảm giác mình hiện tại không có bất kỳ nắm chắc có thể né tránh Dương Trị Thành một trảo này. Huyết Hải Long Đằng Nhìn xem Dương Trị Thành vậy có chút ít đắc ý ánh mắt, Lý Trạch Khải sắc mặt dần dần ngưng túc. Cả người người ở bên ngoài trong mắt, Lý Trạch Khải bỗng nhiên lăn không nhảy lên. Một đạo nhàn nhạt quan ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Tay lăng không vỗ ra, động tác này phi thường nhanh, bên cạnh người căn bản thấy không rõ lý trạch khải làm cái gì mà đối với người bên ngoài dương trị thành thần sắc càng thêm trực quan tại hắn trước mắt lý trạch khải thân ảnh phản phất biến mất giống như một cổ không hiểu nguy hiểm cảm giác bao phủ tại hắn trong lòng đang lúc hắn vô cùng kinh hãi thời điểm biết vậy nên trước ngực của mình một buồn bực trước ngực một cổ đại lực đánh úp lại dương trị thành kêu trên một tiếng cả người bay ngược đi ra ngoài ba một tiếng dương trị thành cả người nặng nề ngã ở trên mặt đất cả người ngực thân thể nóng rát sắc mặt tái nhợt hiển nhiên bị thương không nhẹ toàn bộ tam ban phòng học lặng ngắt như tờ nguyên một đám mang theo vô cùng kinh hãi ánh mắt nhìn trên mặt cười tà lý trạch khải lý trạch khải tuy nhiên trong thân thể lực lượng sớm được đã tiêu hao hết thế nhưng mà hắn nhưng vẫn là kiên trì đi tới dương trị thành trước người nhìn qua trên mặt sợ hãi chi sắc đang nhìn mình dương trị thành Lý Trạch Khải ngồi sổng trước mặt của hắn, nhẹ nhàng vỗ gương mặt của hắn, trên mặt lấy vẻ khinh thường nói. Có bao nhiêu năng lực, làm bao nhiêu sự tình. Ngươi tự giải quyết cho tốt, lần sau nhìn thấy ta, tốt nhất đi vòng qua, nếu không. Hừ. Nói xong, Lý Trạch Khải quay người mà đi. Nhìn xem bốn gã dương trị thành bốn cái tùy tùng ngăn tại trước mặt của mình, Lý Trạch Khải sắc mặt trầm xuống, một cổ đáng sợ sát khí, theo trên người của hắn tán phát đi ra cái kia bốn gã thanh niên cảm thấy Lý Trạch Khải trên người một cổ trùng thiên sát khí, hướng về trên người của mình bức lai, trên mặt không khỏi lượt qua một tia hoảng sợ, kìm lòng không được lui một bước. Lại để cho ra. Lý Trạch Khải hư một tiếng, lạnh lùng nhìn cái kia vài tên thanh niên liếc. Đi nhanh hướng phòng học bên ngoài mà đi. Trên đường đi, chứng kiến người của hắn, mặt lộ vẻ tôn kính lại ánh mắt sợ hãi, cái này lại để cho Lý Trạch Khải cảm thấy rất sảng khoái một trận chiến này lại để cho Lý Trạch Khải tại thập tứ trung tạm tài năng trẻ. Đã thành nhân vật số má. Tại Lý Trạch Khải đi rồi, Dương Trị Thành bốn gã tùy tùng, vội vàng đem Dương Trị Thành cho giúp đỡ bắt đầu. Thành ca, không có sao chứ. Dương Trị Thành bụng lấy lòng ngực của mình, ho khan một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệt, nhìn qua Lý Trạch Khải rời đi phương hướng, hận hung ác nói. Chúng ta cừu oán kết xuống, Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 68 Lý Trạch Khải thu được thư tình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Kinh này một trận chiến Lý Trạch Khải tại Hoàng Thiếu Kiệt trong suy nghĩ hình tượng biến thành vô cùng cao lớn uy mãnh, đái A Bưu cùng đổ Phi Long bởi vì đã chậm một bước, không có chứng kiến Lý Trạch Khải chiến dương trị thành một trận chiến này, lại để cho hai người hối hận đấm ngực dậm chân. Nghe Hoàng thiếu Kiệt nước bọt bay tứ tung nói vừa rồi trận chiến ấy phấn khích, lại để cho hai người đều có chút tâm ngứa. "Lão đại, ngài vừa rồi cuối cùng dùng cái kia một chiêu thật sự là thật lợi hại, có thể hay không dạy ta?" Hoàng thiếu Kiệt cười đối với lý Trạch Khải nói ra. "Ta nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng không giống là luyện võ, hay vẫn là tiết kiệm một chút khí lực đi chui vào ổ chăn a." À? Lý Trạch Khải trắng rồi Hoàng thiếu Kiệt liếc Hoàng Thiếu Kiệt nghe vậy, lập tức thấp vương thẳng đầu, gãi gãi đầu, ngừng ngùng đối với Lý Trạch Khải nói ra. Lão đại, ngươi đây cũng quá đã kích ta đi à nha. Lý Trạch Khải vỗ vỗ Hoàng Thiếu Kiệt bả vai, cười nói. Đương nhiên, nếu như ngươi về sau hầu hạ, lão đại ta cao hứng, ngẫu nhiên chỉ điểm ngươi thoáng một phát, vẫn là có thể. Lão đại, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như cuồn cuộn nước sông không ngớt không dứt, lại giống như trường hà tràn lan một phát không thể vãn hồi nói xong, Hoàng Thiếu Kiệt đắp Lý Trạch Khải bả vai, mặt mũi tràn đầy sùng bái bộ dạng. Bất quá bị Hoàng Thiếu Kiệt như vậy một đáp, Lý Trạch Khải chân lão đảo thoáng một phát, lộ ra có chút phù phiếm. Ân, lão đại, ngươi làm sao vậy? Hoàng Thiếu Kiệt nhìn qua Lý Trạch Khải, lộ ra có chút kinh ngạc. Lý Trạch Khải thật sâu hít và một hơi, trắng rồi Hoàng Thiếu Kiệt xuất vừa nói nói. Ngươi cũng không phải không biết, ngươi lão đại ta hiện tại kiệt sức. Hoàng Thiếu Kiệt, Đỗ Phi Long, Đái A Bưu ba người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hiển nhiên cũng nghĩ đến, Lý Trạch Khải vừa rồi chiến Dương Trị Thành cũng là có chút không dễ dàng. Bốn người chính đi tới lúc, sau lưng truyền đến một giọng nói. Lý Trạch Khải quay đầu nhìn lại, đi ở phía trước chính là cái người kia đúng là Trình Kiếm Phong, sau lưng hai người, cũng chính là hắn chỗ tam ban mặt khác hai cái đau đầu. Trong đó một gã gọi đái quốc thanh, trung đẳng vóc dáng bình thường không thế nào nói chuyện tình yêu một gã khác gọi lưu tam đỉnh vóc dáng hơi chút cao một chút có lẽ là lý trạch khải lúc này đây cùng dương trị thành một trận chiến triệt để lại để cho bọn hắn lau mắt mà nhìn lúc này nhìn xem lý trạch khải ánh mắt biến thành nhu hòa rất nhiều mang theo một tia tôn kính tuy nhiên bình thường cùng hai người kia không có làm sao nói nhưng là lý trạch khải cùng bọn họ vô luận như thế nào coi như là bạn học cùng lớp nhìn thấy hai người Lý Trạch Khải cùng bọn họ nhẹ gật đầu, xem như chào hỏi. Trạch Khải, ngươi vừa rồi thật là cho chúng ta tam ban cải khẩu khí A. Chúng ta tam ban ra ngươi cái này quái thai. Về sau tại cấp 2 cũng có thể đi ngang. Trình kiếm phong cho Lý Trạch Khải một quyền, hắc hắc nói. Đái Quốc Thanh nhìn qua Lý Trạch Khải đi theo cười nói. Trạch Khải, trước kia còn có chút không quen nhìn ngươi kiêu ngạo như vậy, hiện tại xem ra ngươi cũng có hung hăng càng quấy tiền vốn a à. ngươi cái này bằng hữu ta giao định rồi về sau hữu dụng được chiếu địa phương cứ việc nói đái quốc thanh cởi mở rất hợp lý trạch khải khẩu vị cười lớn nói ha ha nói rất đúng mọi người sau này sẽ là bằng hữu nói xong lý trạch khải cũng đem đổ phi lông đái a bưu ba người giới thiệu cho đái quốc thanh lưu tam đỉnh mấy người nhận thức rất nhanh mấy người tự đánh thành một mảnh Kỳ thật muốn theo người xa là phát triển đến bằng hữu, thì ra là như vậy một lớp giấy khoảng cách. Đỗ Phi Long nhìn qua Lưu Tam Đỉnh vô cùng dâm đáng cười nói. Huynh đệ! Nhìn xem ngươi trên mặt cái kia vô cùng hèn mọn bị ổi dáng tươi cười, ta cũng rất thân thiết, xem xét cũng biết là người trong đồng đạo A. À. Quả nhiên, Lưu Tam Đỉnh trên mặt lộ ra bình thường xem phim xét lúc, mới có dáng tươi cười, đối với Đỗ Phi Long nói. Thật sao? Huynh đệ! tự xông ngươi những lời này, trong nhà của ta cái kia rương góp nhặt ba năm trân tàn bản lão phiến, về sau tùy ngươi chọn lấy. Ha ha ha. Hai người phát ra một đạo lại để cho bên cạnh mấy người nổi da gà phiền phức khó chịu dáng tươi cười, nói có nhiều dâm đảng thì có nhiều dâm đảng cái chủng loại kia. Rất có một loại tương kiến hận muộn cảm giác. Trình kiếm phong đối với hai người lắc đầu, quay đầu lại, nhìn qua Lý Trạch Khải, thở dài nói ra. Trạch Khải, lúc này đây ngươi tuy nhiên tại thập tứ trung là thăng bằng chân nhưng là dương trị thành người này không phải ngươi muốn đơn giản như vậy lý trạch khải gặp trình kiếm phong những lời này tự hồ ý hữu sở chỉ bộ dạng nhíu mày nhìn qua hắn hỏi kiếm phong lời này nói như thế nào trình kiếm phong thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói cái này dương trị thành có thể ở thập tứ trung tồn tại xuống dưới không chỉ hắn thực lực của bản thân nhưng lại có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là người này cùng chúng ta thập tứ trung quyền anh xã xã trưởng trần trọng hùng quan hệ vô cùng gần vạn nhất hắn đi tìm trần trọng hùng ra mặt cái kia chỉ sợ lý trạch khải nghe vậy lạnh lùng cười nói trần trọng hùng thì thế nào ta chưa hẳn sợ được rồi hắn trình kiếm phong nhìn xem lý trạch khải một bộ khí thế rất đủ bộ dạng không khỏi lắc đầu nói ra trạch khải ngươi hay vẫn là cẩn thận chút a à, dương trị thành tuy nhiên lợi hại nhưng thực lực của hắn cũng chỉ bất quá là sơ đoạn cấp hai tả hữu. Nhưng là Trần Trọng Hùng đồn đại đã có ngũ giai đã ngoài được rồi. Vạn nhất hắn ra mặt, ngươi chỉ sợ tự nguy hiểm. Lý Trạch Khải tuy nhiên biểu hiện ra nói rất nhẹ nhàng, thế nhưng mà trong nội tâm cũng không khỏi có chút khẩn trương. Hắn là một cái hiếu thắng chi nhân, tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại. Cho dù là Trần Trọng Hùng là phong vân bản bên trên người, cũng giống như vậy. Theo trước đó lần thứ nhất Hoàng Thiếu Kiệt nói, phong vân bản bên trên ngoại trừ quách ái lâm, tiếu mộng lăng hai cái nữ hài, là dựa vào lấy mình mới nghệ cùng gia thế bên trên bản. Những thứ khác mấy cái nam sinh không có chỗ nào mà không phải là võ đạo cao thủ. Cái này chỉ sợ lời nói không ngoa, lại để cho Lý Trạch Khải trong nội tâm không khỏi cũng có chút áp lực. Trong nội tâm đối luyện thành huyết hải long đằng đằng sau mấy cái biến hóa cảm thấy càng thêm bức thiết. Đông Hoa Quốc Hồng Nhạn võ quán một gã lão giả nhìn qua trước mắt quỳ rạp xuống đất bên trên khóc trống Dương Trị Thành, sắc mặt có chút âm trầm. Đạo Khóc có gì dùng, tài nghệ không bằng người, chính là một cái sĩ nhục, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút đi. Võ đạo tu không chỉ người lực lượng, tu còn có người nghị lực, trị thành ngươi để cho ta thất vọng rồi. Là Sư phó Dương trị thành nhìn xem sư phó như thế nghiêm khắc bộ dạng, không dám nói nữa, thời gian dần qua lui xuống lý trạch khải tại đánh bại dương trị thành hắn cảm giác chính mình đi ở thập tứ trung trong sân trường giống như có chút bất đồng nam sinh trông thấy chính mình lộ ra tôn kính một ít lớn lên tịnh lệ nữ hai nhìn mình đều xấu hổ né qua ánh mắt của mình đoán chừng chính mình chỉ cần lại thi triển một ít thủ đoạn lập tức tay thiện nghệ đến bắt giữ xem ra chính mình bây giờ đang ở thập tứ trung thanh danh rất vang dội lý trạch khải cảm thán một tiếng chứng kiến vô luận tại đó cũng là muốn có thực lực cường giả vi tôn a cái này cảm ngộ cũng làm cho sau này lý trạch khải đối với lực lượng truy cầu vô cùng chấp nhất lý trạch khải vừa tiến vào tam ban phòng học cảm thấy toàn bộ tam ban trong phòng học sở hữu tất cả đồng học ánh mắt đều hướng trên người của hắn quét tới chỉ là cùng dĩ vãng chướng mắt so sánh với lúc này là vô cùng nhu hòa hiển nhiên Lý Trạch Khải hiện tại uy vọng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Đem làm Lý Trạch Khải trở lại trên chỗ ngồi thời điểm, bị trước mắt hơn 10 phong thứ đồ vật cho ngây ngẩn cả người. Đây là thần mã. Lý Trạch Khải có chút không hiểu thấu. Lão đại, ta sớm tới tìm thì có, hình như là ngươi thư tình. Ngồi ở Lý Trạch Khải sau lưng Hoàng Thiếu Kiệt dáng tươi cười rất là hèn mọn bị ổi, ánh mắt tràn đầy hâm mộ, ghen ghét, hận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 69 Lăng sở sở tức giận Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Của ta thư tình, Lý Trạch Khải Lệ nóng doanh trồng Nhìn trước mắt hơn 10 phong màu hồng phấn đóng gói thoạt nhìn rất là tinh xảo màu hồng phấn phong thư. Rất là kích động. Tại tam trung bên trong thời điểm, đều là lý trạch khải hướng về ngưỡng mộ trong lòng nữ hài ghi thư tình nhưng bây giờ là biến thành mùi mùi cho hắn ghi thư tình trong lúc này đãi ngộ khác biệt thật sự là quá lớn chỉ là bên cạnh quách ái lâm mang trên mặt không hiểu dáng tươi cười không biết nghĩ đến cái gì bất quá những này tính mặc dù nhiều thế nhưng mà lý trạch khải không có chứng kiến ảnh trực, cũng không biết những này mùi mùi chất lượng thế nào hơn nữa có chút trong thư nữ sinh ngôn từ cái lớn mật cũng làm cho lý trạch khải cảm thấy xấu hổ tim đập không thôi một người nữ sinh rất trực tiếp hỏi hắn ngươi có thể đánh như vậy khung không biết ở phương diện khác công năng như thế nào cái này lại để cho lý trạch khải cái này ngây thơ tại thất nam xấu hổ không thôi bất quá có chút thư tình thượng diện nội dung ghi hay vẫn là rất chân tình ý cắt muốn cùng lý trạch khải kết giao ý tứ rất rõ ràng lại để cho lý trạch khải cảm động lệ nóng doanh trồng hận không thể hiện tại chỉ thấy gặp cái này mùi mùi đem làm lý trạch khải lật đến cuối cùng một phong thơ thời điểm phong thư thô sát chẳng lẽ bên trong có ảnh chụp lý trạch khải vô cùng hưng phấn không biết cái này hướng hắn ghi thư tình mùi mùi đến cùng lớn lên thế nào loại này không biết cảm giác lại để cho lý trạch khải tay đều có chút run rẩy lên bên cạnh quách ái lâm nhìn qua lý trạch khải cái này bức mê gái trai bộ dạng có chút khinh bỉ nhìn hắn liếc nói hư không phải là một phong thơ mà có gì đặc biệt hơn người có ta ở đây ngươi còn vừa ý hắn nàng nữ hài a à? chẳng lẽ có ta xinh đẹp mà quách ái lâm nói xong mở to cái kia xinh đẹp mắt to đối với lý trạch khải phóng điện siêu cường dòng điện tăng thêm cái kia có thể làm cho nam sinh đều mềm yếu thanh âm lý trạch khải thiếu chút nữa đều mềm nhũn ra lý trạch khải vội vàng quay đầu lại đi thời gian dần qua cầm trong tay tính cho mở ra đem làm Lý Trạch Khải chứng kiến cái kia trên tấm ảnh người lúc, thiếu chút nữa không tin mình con mắt. Trên tấm ảnh nữ sinh, đương nhiên nếu như vậy cũng là nữ sinh mà nói. Lý Trạch Khải đoán chừng cái này mùi mùi có 200 cân tả hữu phân lượng. Tuy nhiên chỉ nhìn ảnh chụp, nhưng này như như ngọn núi to lớn cao ngạo thân hình vẫn có thể lại để cho Lý Trạch Khải ẩn ẩn cảm nhận được cô gái này sinh vô hạn uy áp. Ách! Lão đại, cái này không phải là cho người ghi thư tình nữ sinh ảnh chụp A. À. Một mực tại vùng trộm nhìn xem Hoàng Thiếu Kiệt yếu ớt đối với Lý Trạch Khải nói. Lý Trạch Khải sâu nuốt vào một miếng nước bọt, yếu ớt nói. Khả năng này là đối phương làm sai. Không đúng, nữ sinh này ta nhận thức, hình như là trường học của chúng ta cử tạ đội Quách Mẫn Hà, đã từng qua được trường cấp 3 cử tạ quán quân. Hoàng Thiếu Kiệt lắc đầu, đối với Lý Trạch Khải nói. Lý Trạch Khải tại đem những này tính đều hủy thi diệt tích về sau, Lý Trạch Khải mới nhẹ nhàng thở ra. Thứ nhất có thể dòm hắn báo. Chỉ sợ phần lớn là khủng long khủng long bạo chú cấp bậc. Nếu như nhiều mấy cái so với kia quách mẫn hà còn bưu hãn, Lý Trạch Khải đoán chừng, chính mình còn chưa đủ người ta lạnh kẻ răng. Nhìn xem quách ái lâm trên mặt, cái kia cười vô cùng là sáng lạng bộ dạng, Lý Trạch Khải có chút mất mặt. Ngượng ngùng nói. Có cái gì buồn cười? Quách Ái Lâm đối với Lý Trạch Khải hừ một tiếng nói ra: "Ta vì cái gì không thể cười, cười là của ta tự do." Nói xong, Quách Ái Lâm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, a, à, một tiếng, theo dưới mặt bàn, lấy ra một bao thứ đồ vật, phóng tới Lý Trạch Khải trước mặt nói: "Đúng rồi, đây là ta đưa cho ngươi." "Tại sao phải tiễn đưa ta thứ đồ vật?" Lý Trạch Khải có chút buồn bực nhìn qua Quách Ái Lâm. Quách Ái Lâm mặt có chút đỏ lên, đối với Lý Trạch mắt liếc nói ra vậy có nhiều như vậy vì cái gì lý trạch khải lời lẽ chính nghĩa đối với quách ái lâm nói ta lý trạch khải rất có nguyên tắc vô công bất thụ lộc tuy nhiên nói như vậy nhưng là lý trạch khải nhưng vẫn là đem cái kia lễ vật bỏ vào bọc của mình trong bọc quách ái lâm gặp lý trạch khải nhận đồ đạc của mình hay vẫn là rất hài lòng đối với lý trạch khải mỉm cười ngọt ngào nói Ngươi coi như ta là viên ngươi ngày hôm qua giáo huấn Dương Trị Thành đáp Tạ A. À? A. À. Lý Trạch Khải bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Quách Ái Lâm hỏi. Vì cái gì Dương Trị Thành hình như rất sợ bộ dáng của ngươi. Lý Trạch Khải mặc dù biết Quách Ái Lâm cũng là Phong Vân bản bên trên nổi danh người, nhưng là nàng cùng Tiếu Vũ Lăng hai người tự hồ cũng không có luyện võ, cái đó và Phong Vân bản bên trên mặt khác bên trên bản Nam Sinh vẫn có sở bất đồng. Nam Sinh dựa vào là mới được là ảnh thực lực mà nữ sinh bên ngoài phương diện sẽ chiếm tương đối nhiều một ít. Hừ, hắn đáng đời đây này. Quách ái lâm tự hồ cũng không muốn tại nơi này phương diện nói chuyện nhiều. Lý Trạch Khải bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nhìn qua nàng hỏi. Ngươi biết Trần Trọng Hùng người này ư? Quách ái lâm nghe vậy, có chút biến đổi, nhìn qua Lý Trạch Khải hỏi. Ngươi như thế nào lại đột nhiên hỏi hắn? Ngươi trước trả lời ta. Lý Trạch Khải nhìn qua Quách Ái Lâm. Quách Ái Lâm lắc đầu, đối với Lý Trạch Khải nói. Người này rất đáng sợ, người tốt nhất thiếu gây hắn. Nếu như hắn tới tìm ngươi phiền toái, ngươi có thể tìm ta. Lý Trạch Khải nghe vậy, nhíu mày, tự hồ có chút không vui bộ dạng, nhưng không nói gì, chỉ là khóe miệng lộ ra một tia không hiểu dáng tươi cười. Phong hiệu trưởng nội, hiệu trưởng Lô Huệ Hồng tiếp một chiếc điện thoại hàng cục trưởng, việc này chúng ta hay là muốn điều tra thoáng một phát dù sao không có điều tra sẽ không có lên tiếng khích lệ căn cứ đối với đệ tử phụ trách bộ dạng lô huệ hồng rất là khách khí mà cười cười nói cúp điện thoại sau lục huệ hồng nhíu mày thì thào nói thành phố bộ giáo dục cục trưởng như thế nào hội như vậy quan tâm một đệ tử thật sự là kỳ quái còn như vậy nghiêm khắc nói xong nàng đối với bên người một cái lão sư nói tiểu triệu Ngươi giúp ta liên hệ hạ lớp C2, ba chủ nhiệm lớp. Lý Trạch Khải cảm thấy hôm nay lăng sợ sợ giống như có chút là lạ. Dĩ vãng đang nhìn mình ánh mắt có chút nhu hòa, nhưng là hôm nay, thoạt nhìn, giống như có chút bất đồng. Chính mình cái gì lúc gây nàng? Lý Trạch Khải có chút buồn bực. Khoan thai, Lý Trạch Khải nghĩ tới điều gì, trong nội tâm trầm xuống, nói. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Dương Trị Thành xung đột bị lăng sợ sợ đã biết? nghĩ vậy lý trạch khải cũng có chút lo lắng mỹ nữ lão sư có từng kinh đã cảnh cáo chính mình không thể cùng người đánh nhau lúc này mới mấy ngày nữa tuy nhiên cũng không phải lỗi của mình nhưng có một số việc giải thích là không có hữu dụng quả nhiên sau giờ học lăng sợ sợ cái kia xinh đẹp mắt to lần thứ nhất đã rơi vào lý trạch khải trên người nói lý trạch khải đồng học đến phòng làm việc của ta một chuyến nói xong vội vàng mà đi ai, xem ra sự tình phiền toái. Lý Trạch Khải thở dài. Dĩ vãng Mỹ nữ lão sư muốn tìm mình cũng hội chờ mình cùng đi, lúc này đây xem ra sự tình đại phát. Lý Trạch Khải tuy nhiên trong nội tâm có chút tâm thần bất định bất an, nhưng là Mỹ nữ này lão sư xử lý công thất vẫn phải là đi. Làm sao vậy? Có phải hay không làm cái gì việc trái với lương tâm? Quách ái lâm nhìn xem Lý Trạch Khải khẩn trương như vậy bộ dạng, trêu chọc lấy hắn hỏi. Lý Trạch Khải lắc đầu, cũng không còn nói thêm nữa, vội vàng hướng về lăng sợ sợ xử lý công thất mà đi. Hừ. Thần thần bí bí bộ dạng, rất rất giỏi ư. Quách ái lâm nhìn xem Lý Trạch Khải rời đi bộ dạng, có chút khó chịu nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 70 Khai trường ngươi bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com lý trạch khải tại lăng sở sở xử lý trong văn phòng nhìn xem lăng sở sở trên người nộ khí cơ hồ phá đỉnh mà ra trong nội tâm âm thầm sợ hãi lý trạch khải không nói gì chỉ là yên lặng đứng ở lăng sở sở trước mặt lăng sở sở trầm mặt nhìn xem hắn mặc dù không có nói chuyện nhưng là lý trạch khải biết rõ cái này chỉ là trước bảo táp bình tĩnh lão sư ta sai rồi lý trạch khải than thở khóc lóc dạng như vậy tự hồ đánh người chính hắn ngược lại càng người vô tội giống như quả nhiên nhìn xem lý trạch khải một bức ta sai rồi bộ dạng lăng sợ sở, sở trên người điểm nộ khí thiếu đi hướng một phần năm lý trạch khải rõ ràng cũng cảm nhận được hiệu quả càng là trang càng phát ra điềm đạm đáng yêu lão sư ta thực xin lỗi ngài a phía dưới tỉnh lược một nghìn chữ lăng sợ sở, sở lại giảm một phần ba lăng sợ sợ thở dài, đối với Lý Trạch Khải hỏi. Ngươi vì cái gì không nghe câu hỏi đấy của ta, cùng với người đánh nhau? Lý Trạch Khải cúi đầu, đáng thương nói. Lão sư, ta biết rõ sai rồi, ta nhất định sửa. Cũng không phải Lý Trạch Khải không muốn giải thích, thật sự là hắn biết rõ, đối với lão sư giải thích chẳng khác nào che giấu. Đã lăng sợ sợ biết mình sự tình. Tình huống như thế nào đều cần phải hiểu rõ qua, cũng không cần hắn giải thích. Giải thích cũng là dư thừa. Ngược lại sẽ làm cho nàng cảm thấy ngươi đang trốn tránh trách nhiệm. Chẳng lưu manh một điểm. Quả nhiên, Lăng Sở Sở gặp Lý Trạch Khải tự hồ phi thường thành khẩn bộ dạng, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đối với hắn nói: "Ta biết rõ không hoàn toàn là lỗi của ngươi, nhưng ta đã sớm nói cho ngươi biết, có việc tìm lão sư. Ngươi vì cái gì không nghe đây này?" Lý Trạch Khải tìm lão sư hữu dụng còn có cảnh sát làm gì vậy đương nhiên lời này lý trạch khải cũng chỉ là trong lòng nói nói mà thôi thừa dịp cái này đương nhiên lý trạch khải đem lăng sợ sở, sở trên người nộ khí thu 3.000 độ bất quá nhìn xem lăng sợ sở, sở trên người còn có chút nộ khí lý trạch khải hấp thu hàng mức cao nhất cũng đã đến ngươi biết không trường học đã chuẩn bị đem ngươi cho đã khai trừ lăng sợ sở, sở nhìn qua lý trạch khải thở dài nói xong cái gì Lý Trạch Khải nhướng mày, nhưng lại thật không ngờ trường học như thế này mà vô tình, lại muốn đem mình cho đã khai trừ. Trong nội tâm một cổ vô cùng lửa giận, xông lên trong lòng. Bất quá ta sẽ vì ngươi tranh thủ thoáng một phát, dù sao sai cũng không được đầy đủ ngươi tại. Nhưng ta với tư cách chủ nhiệm lớp, tại đây vấn đề bên trên, ta cũng không có quá lớn quyền lên tiếng. Lăng sở sở nhìn xem Lý Trạch Khải thở dài nói. Lý Trạch Khải thành khẩn đối với Lăng sở sở nói ra, lão sư, ta đã biết, ta nhất định sẽ sửa. Ngươi về sau không cần đến chỗ của ta, ngươi đi đi. Lăng sở sở nhìn Lý Trạch Khải liếc, bình tĩnh nói. Lý Trạch Khải trong nội tâm cũng có chút bất đắc dĩ, hắn biết rõ, tuy nhiên lăng sở sở nộ khí là thiếu đi rất nhiều. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nàng tựu không trách chính mình rồi. Chính mình trước tiên ở trong nội tâm nàng ấn tượng chỉ sợ thật sự biến kém. Đã biết lão sư. Lý Trạch Khải thanh âm có chút u buồn, lộ ra có chút trầm thấp. Nói xong, Lý Trạch Khải đã đi ra lăng sợ sợ xử lý công thức. Lý Trạch Khải tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng là đối với lăng sợ sợ hắn đương nhiên không có khả năng buông tha cho, thiện lương nữ hài là sẽ không quá mang thù, nhẫn qua một thời gian ngắn, có lẽ thì tốt rồi. Nhìn xem Lý Trạch Khải ly khai văn phòng, bỗng lưng có chút điều hiu bộ dạng. Lăng sợ sở trong nội tâm cũng có chút khó chịu, thầm nghĩ chính mình sao làm, chẳng lẽ làm sai sao? Đi đến phòng học bên ngoài, Lý Trạch Khải trong nội tâm có chút phiền muộn. Đái A Bưu, Đỗ Phi Long, Hoàng Thiếu Kiệt nhìn qua Lý Trạch Khải sắc mặt có chút khó coi bộ dạng, coi chừng nhìn qua hắn hỏi. Lão đại, làm sao vậy? Lý Trạch Khải thật sâu hít và một hơi, rất là buồn bực nói. Không có, có người ở đằng sau âm ta, lại để cho hiệu trưởng khai trừ ta. Thảo. Cái gì, người kia như vậy, lão tử đi tìm hắn. Đái A Bưu thần sắc phẫn nộ rồi bắt đầu. Lý Trạch Khải mặt âm trầm, gật đầu nói. Không sao. Muốn đem ta Lý Trạch Khải đuổi đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Đỗ Phi Long cùng Đái A Bưu hai người hai mặt nhìn nhau, nghĩ tới Lý Trạch Khải giống như này đại thần thông đem bọn họ lấy tới bộ giáo dục, hiển nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy bị người ám toán. Tại sáng sớm tiết thứ tư khóa tan học, Lý Trạch Khải đi tới phòng hiệu trưởng bên ngoài, đang muốn đi vào. Bỗng nhiên, đã nghe được phòng hiệu trưởng truyền đến thanh âm. Hiệu trưởng, Lý Trạch Khải là đệ tử của ta, hắn bản tính ta minh bạch, tuyệt đối không phải ngài suy nghĩ cái kia dạng bất hảo, hơn nữa lúc này đây, không hoàn toàn là lỗi của hắn, rất nhiều người cũng có thể làm chứng. Thanh âm này đúng là lăng sợ sở, sở. Hiển nhiên, nàng đang tại để chính mình biện hộ. Lăng lão sư, Tâm tình của người ta có thể đã hiểu, nhưng là với tư cách hiệu trưởng, chúng ta cũng có rất lớn khó xử. Cái này dù sao cũng là thượng cấp lãnh đạo yêu cầu, hơn nữa chúng ta bây giờ còn không có làm ra quyết định sau cùng. Cái kia hiệu trưởng thanh âm nói ra. Lý Trạch Khải nghe rất là kinh ngạc, có bộ giáo dục cục trưởng đứng tại hắn cái kia một bên, Lý Trạch Khải vốn là còn tưởng rằng cái này hiệu trưởng cho dù lá gan lại mập cũng không dám lấy chính mình thế nào. Nhưng là bây giờ xem ra giống như cái này hiệu trưởng vẫn có đem mình nắm bắt ý tứ. Chẳng lẽ có rất cao tầng đã tham dự? Lý Trạch Khải trong nội tâm một lẫm. Khu bộ giáo dục cục trưởng thế nhưng mà trực tiếp quản thập tứ trung. Có thể làm cho hiệu trưởng cải biến chủ ý, tại Lý Trạch Khải nghĩ đến, cũng chỉ có càng thêm cường lực ngành. Chẳng lẽ là thành phố bộ giáo dục? Lý Trạch Khải không khỏi nhíu mày. Khoan thai, cửa mở, Lý Trạch Khải vội vàng vọt đến một bên vùng trộm nhìn xem lăng sở sở thần sắc có chút lúng túng, hiển nhiên là không có cùng hiệu trưởng cấu kết tốt. Tại lăng sở sở ly mở phòng hiệu trưởng về sau, Lý Trạch Khải bỗng nhiên giữ cửa đẩy ra. Tại sao lại trở về? Nữ hiệu trưởng đầu cũng không có dơ lên. Hiệu trưởng là ta. Lý Trạch Khải tùy tiện, tại bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Cái kia nữ hiệu trưởng nghe thanh âm có chút không đúng bộ dạng, ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn qua trước mắt Lý Trạch Khải, sửa sang lại mắt của mình kính, hỏi. Ngươi là? Lý Trạch Khải tư cười chế nhạo nói. Hiệu trưởng, tiếng không phải đang chuẩn bị xử lý ta, làm sao lại quên ta? Trên thực tế, Lý Trạch Khải trong nội tâm cũng có chút phiền muộn, chính mình giống như mới cùng cái này hiệu trưởng không thấy được một tháng, làm sao lại đem mình cấp quên nhanh như vậy, chẳng lẽ mình lớn lên thật là đại chúng mặt? Ngươi là Lý Trạch Khải nữ hiệu trưởng nhướng mày nhìn qua lý trạch khải ngày cuối cùng là nhớ tới ta đã đến lý trạch khải gật đầu cười nữ hiệu trưởng gặp trước mắt người này thanh niên tựu là lý trạch khải sắc mặt trầm xuống đối với hắn nói ngươi tới tại đây làm cái gì lý trạch khải nhìn thấy lúc này đây nữ hiệu trưởng đối với chính mình thái độ khác lạ với mình báo lại đạo lúc biết rõ nàng chỉ sợ là hạ quyết tâm lạnh lùng mà cười cười nói hiệu trưởng Quả nhiên là 10 năm Hà Đông. 10 năm Hà Tây a, à, ta nhớ được trước đó lần thứ nhất lúc đến, ngài đối với ta thái độ cũng không phải là như vậy. Lý Trạch Khải những lời này là vì nhắc nhở nàng, sau lưng của mình nhưng cũng là đứng đấy người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 71. Hiệu trưởng nhược điểm bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cái kia nữ hiệu trưởng nhìn lý trạch khải liếc thần sắc nghiêm túc và trang trọng nói lý trạch khải đồng học ngươi lúc mới tới ta là hoan nghênh mới đồng học đến nhưng là bây giờ ta phát hiện ngươi là một gã phẩm hạnh ác liệt đệ tử chúng ta thập tứ trung không cần ngươi đệ tử như vậy lý trạch khải không nghĩ tới chính mình vậy mà đã thành phẩm hạnh ác liệt đệ tử cái này lại để cho hắn có chút buồn cười xem ra cô gái này hiệu trưởng thượng diện thật sự có càng lớn áp lực hoặc là nàng đã nhận được càng lớn lợi ích nếu không là sẽ không như vậy đã cái này hiệu trưởng không cho mình mặt mũi lý trạch khải tựu không cần cho nàng mặt mũi hắn thích ý tựa ở trên ghế salon nhẹ nhàng theo chính mình trong túi móc ra một gói thuốc lá thời gian dần qua đốt nữ hiệu trưởng nhìn xem lý trạch khải vậy mà tại chính mình trước mặt đốt thuốc cái này hung hăng càng quấy hành vi làm cho nàng sắc mặt tái nhật Ngươi! Ngươi đây là ý gì? Cái kia nữ hiệu trưởng ngón tay run rẩy chỉ vào Lý Trạch Khải. Dựa vào! Ta hút thuốc ngươi không thấy được ư, hay vẫn là ngài cần thì quá độ nhìn không thấy, ta có thể cầm gần điểm. Lý Trạch Khải thật sâu hít một hơi yên, thuốc, nói, đi tới cái kia nữ hiệu trưởng trước mặt. Tại nữ hiệu trưởng trước mặt, nhổ một bãi nước miếng vòng khói. Khục, hiển nhiên là bị Lý Trạch Khải cho bị sặc. Ngươi! Cái kia nữ hiệu trưởng nhìn xem Lý Trạch Khải vô lễ như vậy bộ dạng, rất là phẫn nộ. Như thế nào? Không biết cái gì yên, thuốc. Lý Trạch Khải cười đem bảy da sói, đặt ở trên mặt bàn. Cái này gọi là hồng bảy thất sói, xuất xưởng điện ngay tại chúng ta mân tỉnh, một bao 13 ba nguyên năm mau, lông, giá đặc biệt tự 10 nguyên, ngài muốn hay không hấp một ngụm, khoái hoạt giống như thần tiên A nói xong, Lý Trạch Khải làm như có thật đem trong tay yên, thuốc, đưa tới cái kia nữ hiệu trưởng trước mặt. Nhìn xem cái kia nữ hiệu trưởng khí một bộ sắp thổ huyết bộ dạng, Lý Trạch Khải nhẹ nhàng ta, một tiếng, vỗ vỗ đầu bừng tỉnh đại ngộ giống như nói. Đúng rồi, ngài đều năm mươi, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, ngài hay vẫn là đừng hấp. Ta sợ ngài khẽ hấp tự mút vào cái gì tật xấu đến, sẽ không tốt. Nói xong, Lý Trạch Khải ngửa đầu cười to, ha 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 phi thường hung hăng càng quấy đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng. Nữ hiệu trưởng bị Lý Trạch Khải khí thoáng một phát, đều nhanh không thở nổi. Tại thập tứ trung, ngoài trừ ban giám đốc cái kia những người này, ai dám ở trước mặt nạn làm càng như vậy. Cái này Lý Trạch Khải hiện tại quả thực là phản ngay. Đương nhiên, Lý Trạch Khải vừa rồi kích cái kia nữ hiệu trưởng cũng không phải hành động theo cảm tình. Đối với người thường mà nói, như vậy tương đương chọc giận nàng thế nhưng mà thay lời khác mà nói lý trạch khải làm như vậy nàng ngược lại không cảm động chính mình lý trạch khải dám làm như thế cô gái này hiệu trưởng có lẽ sẽ suy nghĩ chính mình có phải hay không có cái gì hậu trường các loại nàng cần phải chiếu cố hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên lý trạch khải cũng phải theo những địa phương khác tìm được đột phá khẩu bộ giáo dục trường coi như xong nữ hiệu trưởng đã dám đối với chính mình động thủ đã nói lên hiện tại hắn đã không dùng được Lý Trạch Khải được nghĩ đến từ nơi này vài ngày chính giữa, tìm được cái này nữ hiệu trưởng nhược điểm. Nghe nói cô gái này hiệu trưởng lão công tại ngoại địa việc buôn bán. Cô gái này hiệu trưởng vườn không nhà trống, Cần phải sẽ có chút ít vấn đề a, à. Lý Trạch Khải mặc dù chỉ là một cái tại thất nam, nhưng là đối với nữ tính rất hiểu rõ hay vẫn là rất thấu triệt. Nữ nhân là 30 như sói, 40 như hổ, 50 như trâu a. Tại có chút thời điểm cũng là rất cần, cho nên từ nơi này phương diện bắt đầu, có lẽ có thể tìm được nàng cái gì nhược điểm cũng không nhất định. Mà ở này đồng thời, Dương Trị Thành nhìn xem Lý Trạch Khải rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một đạo lạnh lùng dáng tươi cười. Lý Trạch Khải lại để cho hắn ném đi lớn như thế mặt mũi, chính mình nếu như còn có thể lại để cho hắn như thế tiêu dao xuống dưới, vậy hắn tại thập tứ trung còn có thể có cái gì uy vọng. Đây hết thảy, đương nhiên là hắn ở sau lưng dở trò quỷ trong phòng làm việc của hiệu trưng, hiệu trưởng, chuyện ta nói. Dương Trị Thành tại đây thập tứ trung có lấy thiết nương tử danh xưng là nữ hiệu trưởng trước mặt, biểu hiện hay vẫn là thật biết điều xảo, cùng hắn vốn là cái kia hung hăng càng quấy bạc hoác bộ dạng một trời một vực. Lô Huệ Hồng nhìn trước mắt Dương Trị Thành, trong nội tâm âm thầm khinh bỉ. Người này tại chính mình trước mặt trang vô cùng, cháu trai, tôn tử tự như, kỳ thật hắn nền tảng Lô Huệ Hồng đương nhiên là nhất thanh nhị sở, nếu như không phải xem tại hắn thúc thúc phân thượng, mới sẽ không đối với hắn khách khí như vậy. Dương Đồng học ngươi yên tâm đi, ngươi với tư cách người bị hại, trường học của chúng ta nhất định sẽ nghiêm trị đối phương. Chỉ là cái này còn phải qua trải qua trường học lãnh đạo nghiên cứu một phen mới có thể. Lô Huệ Hồng thần sắc rất là nghiêm túc đối với Dương Trị cách nói sẵn có. Hiệu trưởng, đây là ta đối với ngài một điểm tâm ý, xin ngài nhận lấy. Nói xong, Dương Trị Thành đem một bao màu xám phong thư, đưa tới trước mặt của nàng. Nhìn xem cái kia phình phong thư, Lô Huệ Hồng hay vẫn là rất hài lòng. Tuy nhiên nàng với tư cách thập tứ trung cái này siêu cấp quý tộc hiệu trưởng của trường học, nhưng là nàng lại không phải cái này trường học tất cả mọi người, chỉ là một gã được mời đảm nhiệm hiệu trưởng. Dĩ nhiên đối với tiền giả vọng phi thường đại. Hiện tại đệ tử có thể đưa tiền, nàng đương nhiên là phi thường thỏa mãn. Thu tiền lô huệ hồng sắc mặt biến thành khá hơn một chút nhìn qua trước mắt dương trị thành tựa hồ cũng biến thành thuận mắt đi một tí nhẹ gật đầu đối với hắn nghiêm mặt nói ân chuyện của ngươi ta sẽ mau chóng xử lý vậy thì cám ơn hiệu trưởng chúng ta ngại tin tức dương trị nghĩ đến lấy lý trạch khải xám xịt ly khai bộ dạng trên mặt lộ ra một tia âm tàn dáng tươi cười thập tứ trung trên bãi tập lý trạch khải nhìn qua trước mắt đái a bưu đổ phi long nói các ngươi tìm trác hải long bọn hắn, giúp ta một cái bề bộn. Đỗ Phi Long, Đái A Bưu hai người nhìn xem Lý Trạch Khải cái này nghiêm túc bộ dạng, biết rõ nhất định là chuyện rất trọng yếu, hai mặt nhìn nhau liếc, nhẹ gật đầu, nhìn qua Lý Trạch Khải hỏi. Lão đại, sự tình gì? Lý Trạch Khải nhìn qua trước mắt hai người, nhẹ gật đầu, đem mình lại để cho bọn hắn hỗ trợ tra lô huệ hồng sự tình, nói một lần. Đái A Bưu cùng Đỗ Phi Long hai người nhìn qua Lý Trạch Khải nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói. Ta đã biết. Ta nhất định đem cái này lão bác chồng tra cái ngọn nguồn chỉ lên trời, cũng dám âm chúng ta Trạch Khải lão đại. Lý Trạch Khải cầm sách, đang chuẩn bị đi tìm cái địa phương ăn cơm, giữa trưa là không định đi trở về. Khoan thai, phía sau của hắn truyền đến một đạo rất là ngọt ngào thanh âm. Lý Trạch Khải quay đầu, phát hiện cái này gọi hắn chính là quách ái lâm mùi mùi, Quách Ái Lâm một đường chạy chậm đến trước mặt của hắn, không kịp thở đối với hắn nói ra. Ngươi ở nơi này a, à, để cho ta tìm rất lâu. Lý Trạch Khải có chút buồn bực nhìn qua sắc mặt có chút đỏ bừng Quách Ái Lâm, sửng sốt một chút hỏi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Quách Ái Lâm có chút bất mãn đối với Lý Trạch Khải nói ra. Ngươi lần trước không phải nói muốn mời ta ăn cơm. Ta đây này, ngươi này, cũng không muốn làm cho người ta thiếu. Lý Trạch Khải Lý Trạch Khải nghĩ không ra chính mình cái gì lúc đáp ứng muốn thỉnh quách ái lâm ăn cơm đi. Bất quá cứ như vậy một bữa cơm, Lý Trạch Khải sờ lên chính mình trong túi quần mười nguyên trước, cắn răng một cái đã đáp ứng, người nào đồ vật đều có thể thiếu, tự là không thể thiếu nữ nhân đồ vật. Tuy nhiên Lý Trạch Khải không biết mình cái gì lúc đáp ứng quách muội muội ăn cơm, nhưng chẳng phải một bữa cơm mà. Hơn nữa còn là nữ hài. Tốt, ngươi chờ ở tại đây ta, ta lái xe đi ra. Quách Ái Lâm vốn cho là Lý Trạch Khải dùng khai mở chữ sẽ là cái gì tốt xe, thế nhưng mà đợi đến lúc nàng chứng kiến cái kia chiếc xe thời điểm, nhưng lại có chút choáng váng. Nhìn xem Lý Trạch Khải phụ giúp một cổ gỉ dấu vết, tích, loan lỗ, chuyển động lúc, còn phát ra két sát thanh âm xe đạp, Quách Ái Lâm trừng mắt cái kia xinh đẹp đáng yêu mắt to, yếu ớt đối với Lý Trạch Khải nói. Cái này xe ngươi chỗ đó nhặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video